chương 2441. La Phong cau mày, con mắt chăm chú chằm chằm lên trước mặt vạn vực đồ, cuồng cuộn tinh hà, sáng chói tinh quang, tô điểm vạn vực đồ. Thiên ngục cảnh địa xung quanh, còn có không ít La Phong chưa từng nghe qua vực mặt. La Phong từng cái nhìn sang, thậm chí còn khuếch trương phạm vi lớn nhìn một lần. Vẫn không có địa cầu. Luân hồi điện, vạn vực đồ. Thế nhưng là, vì sao không có địa cầu? La Phong quay đầu nhìn về phía Lam Thanh Sơn, nhìn không được hỏi, vạn vực đồ, thật ghi chép vũ trụ vạn vực, không một bỏ sót. Đó là đương nhiên. Lam Thanh Sơn nói ra, Luân Hồi Điện là vũ trụ vạn vực bên trong, tồn tại lịch sử dài lâu nhất thần bí đại phái một trong, vạn vực đồ càng là trải qua vô số năm tháng bổ khuyết, hoàn thiện, đem vũ trụ vạn vực, đều lốt điên. Chí ít, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có cái nào vực mặt, là vạn vực đồ không có ghi chép. La Phong trong lòng càng là không khỏi chấn động. Như thế nói đến, địa cầu, vì sao không tại vạn vực đồ ghi chép bên trong? Chẳng lẽ, cũng bởi vì, địa cầu là cái gọi là đất lưu đây? La Phong ngẩng đầu nhìn phía trước mênh mông bát ngát vạn vực đồ, bên cạnh hắn người, chưa bao giờ nhắc đến vạn vực đồ. Có vạn vực đồ nơi tay, phải xuyên qua các đại vực mặt, liền dễ dàng rất nhiều. La Phong đồng dạng tại vạn vực đồ bên trong nhìn thấy vạn kiếm vực. Tiên hoàng vực có mấy đầu vực lộ nối thẳng vạn kiếm vực. Vạn vực độ ánh sáng càng lớn, mang ý nghĩa, cái kia vực mặt lực lượng càng cường đại. La Phong đột nhiên thốt ra. Không sai. Làm thanh sơn nói ra, Luân Hồi Điện còn đem vũ trụ vạn vực, phân chia cửu dai đẳng cấp. Cấp 1 là nhất. Ngươi vị trí tiên hoàng vực, tại Luân Hồi Điện phân chia phạm vi, thuộc về cấp 7 vực mặt. Cái gì? La Phong trung động, đôi mắt mở lớn đến tròn vo trong chớp nhoáng này là phong càng thêm cảm nhận được đối với vũ trụ vạn vực tự thân nhỏ bé tại tiên hoàng vực cửu đại gần tiên cảnh chính là tiên thần đồng dạng tồn tại chính người kia có thể nói chi là tiên hoàng vực biểu tượng thế mà tại vũ trụ vạn vực bên trong bọn họ đại biểu vực mặt vẹn vẹn thuộc về cấp 7 vực mặt lấy cấp một là nhất cấp 7 vực mặt cơ hồ là lót đáy la phong hít sâu một hơi đường dài dằng dặc tu xa xôi con đường tu hành, vô cùng vô tận. Chỉ là, không biết địa cầu một mạch cừu địch, ở vào cái nào cấp một vực mặt. La Phong biết rõ, chỉ có u minh nhất tộc. Chỉ bất quá, địa cầu cũng chưa từng xuất hiện tại vạn vực đồ bên trong, liên quan tới u minh nhất tộc, La Phong cũng không dám hướng Lam Thanh Sơn hỏi nhiều. La Phong nhìn trước mắt vạn vực đồ, nửa ngày, quay đầu nhìn lấy Lam Thanh Sơn, vạn vực đồ, muốn như thế nào mới có thể được đến. Một trăm khỏa cực phẩm tinh thạch, có thể đổi lấy một bức vạn vực đồ. Lam Thanh Sơn nói ra, tại bất luận cái gì một chỗ luân hồi điện phân điện, đều có thể đổi lấy được đến. Đúng, tiên hoàng vực cũng không có luân hồi điện phân điện, ngươi không biết vạn vực đồ tồn tại, cũng chẳng có gì lạ. Luân hồi điện phân điện La Phong nhịn không được hiếu kỳ, ở nơi nào sẽ có luân hồi điện phân điện. Lam Thanh Sơn trầm ngâm biết, ngay sau đó nói ra, nhưng phạm là cấp năm vực mặt, đều sẽ có luân hồi điện phân điện, một số nhỏ cấp 6 vực mặt, cũng sẽ có, cấp 7 vực mặt, luân hồi điện gần như không hồi đặt chân. La Phong cười khổ. Làm thanh sơn câu nói này, nói trắng ra, tiên hoàng vực, liền được đến luân hồi điện nhìn thẳng vào tư cách cũng không có. Muốn có được vạn vực đồ, còn phải tiến về cấp 5 vực mặt. Làm thanh sơn tự hồ xem thấu La Phong ý tứ, mỉm cười mở miệng, này tắm vạn vực đồ, thì đưa cho La Huynh. La Phong khẽ giật mình, nhìn qua Lam Thanh Sơn, Ngươi còn có tiếng về các đại vực mặt lịch luyện Nếu như không có vạn vực đồ Tiên hoàng vực mặc dù không có nối thẳng cấp 5 trở lên vực mặt thông đạo Bất quá, ta muốn lại cầm tới một phần vạn vực đồ Cũng không khó Lam Thanh Sơn nói ra Này tấm vạn vực đồ đưa cho La Huynh Cũng coi là giao La Huynh người bạn này Hắn hướng một ngày Nếu như tuyết dạ thành thật gặp phải khó khăn gì La Huynh có thể tay cầm này tấm vạn vực đồ Đến quy nguyên vực tìm ta Lam Thanh Sơn tay nhất chỉ trên bản đồ, quy nguyên vực ánh sáng xa so với tiên hoàng vực lớn. Sáng chói phát sáng, giống như cuồng cuộn trên bầu trời một khỏa minh châu, tô điểm tinh hà. Quy nguyên vực, thuộc về cái nào giai cấp vực mặt? La Phong không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Tam giai. Lam Thanh Sơn nói ra, Phật tộc các đại phân chi, cơ hồ đều ở vào tam giai vực mặt, bất quá, Phật tộc mạnh nhất dòng chính, ở vào cấp hai vực mặt. Lam Thanh Sơn đôi mắt tách ra hướng tới không gì sánh được quan mang, chỗ đó là mỗi một cái Phật tộc tử đệ hướng tới Thánh Địa. Phật tộc Thánh Địa. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Hắn nghĩ tới Bồ Đề Sơn. Ở vào cấp hai vực mặt Phật tổ Thánh Địa, có hay không Bồ Đề Thánh thụ tồn tại? Phật tộc là vũ trụ vạn vực bên trong tuyệt đối đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là Phật tộc Thánh Địa cũng vẹn vẹn ở vào cấp hai vực mặt. Cái kia, cấp một vực mặt đều có cái nào chủng tộc? La Phong nhìn không được hỏi lại. Lam Thanh Sơn nhìn La Phong liếc một chút, mỉm cười nói, La Huynh lòng hiếu kỳ vẫn rất nặng a. À. Lam Thanh Sơn cũng có thể lý giải. Chính mình nói tới vực mặt đẳng cấp, thậm chí vạn vực đồ, đều là đối phương chưa từng nghe qua, lòng sinh hiếu kỳ cũng là tất nhiên. Thậm chí, Lam Thanh Sơn chính mình lần đầu tiên nghe được cấp hai vực mặt bên trong Phật tộc Thánh Địa thời điểm, đều kích động đến không được. Lam Thanh Sơn dừng một chút, sau đó mà nói rằng, cấp một vực mặt, chỉ có bảy cái vực mặt, bên trong một trong, là luân hồi vực, luân hồi điện tổng bộ. Còn còn lại sáu đại vực mặt, vạn vực đồ bên trong cũng có ghi chép, là huynh có thời gian có thể chính mình nhìn nhìn. Cấp một vực mặt, Vẽn vẹn bảy cái. Luân hồi điện chính là bên trong một trong. Giờ khắc này, là phong càng thêm trực quan cảm thụ đến luân hồi điện cường đại. Vạn vực đồ ta nhận lấy. Là Phong nhìn lấy Lam Thanh Sơn, Trịnh trọng nói ra, ta cũng hứa hẹn, này tấm vạn vượt đồ, ta thiếu Lam Huynh một cái nhân tình. Lam Thanh Sơn cười ha ha một tiếng, nói đùa giống như nói, hôm nay ta gieo xuống nhân, có lẽ, ngày khác kết xuất đến quả, lại là một trận vô cùng lớn thiện duyên. La Phong cười dơ lên trong tay chén rượu, cùng Lam Thanh Sơn cách không một đôi, chợt uống một hơi cạn sạch. Lam Thanh Sơn là Phật tộc tử đệ, đến từ tam giai vực mặt, thân phận bối cảnh, so với La Phong, đều cường đại quá nhiều. La Phong tin tưởng, Lam Thanh Sơn chưa chắc sẽ đem hắn nhân tình này hứa hẹn để ở trong lòng. Nhưng là, La Phong hội ghi nhớ nhân tình này. Đối với La Phong mà nói, vạn vực đồ, quá trọng yếu. Chí ít, nắm giữ vạn vực đồ, hắn hướng một ngày, hắn theo tiên hoàng vực đi ra ngoài, không đến mức như là mù đầu con ruồi một dạng bốn phía đi loạn, mà lại, vạn vực đồ ghi chép vũ trụ vạn vực, làm cho La Phong càng thêm thuận tiện giải những thứ này trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua tin tức. La Phong tâm lý càng muốn biết vì sao địa cầu không tại vạn vực đồ bên trong. Đêm trăng rừng tuyết, hai người nâng chén uống. Thỉnh thoảng thoải mái cười to. Trò chuyện với nhau thật vui. Tại Lam Thanh Sơn trong miệng, La Phong cũng biết không ít vũ trụ vạn vực bí sử. Đúng, Lam Huynh nhưng biết, tuyết hùng nhất tộc. La Phong đột nhiên nghĩ đến chính mình thân ở địa phương. Tuyết nữ phong Sang năm, chính là cái kế tiếp tuyết hùng nhất tộc người trong coi đến thời điểm Lam Thanh Sơn có chút kinh ngạc nhìn lấy La Phong, ngươi vậy mà biết tuyết hùng nhất tộc. Nghe vậy, La Phong gật đầu một cái, tiên hoàng vực đã từng xuất hiện một đầu tuyết hùng. Cái kia tuyết hùng đâu? Lam Thanh Sơn vô ý thức hỏi. La Phong đôi mắt bình tĩnh, hấp một cái tửu, bị ta trảm. Cái gì? Lam Thanh Sơn giật nảy cả mình, nhìn lấy La Phong, gặp la phong không có nói rõ chi tiết ra làm thành sơn cũng không có truy vấn tiếp theo trầm giọng nói ra vũ trụ vạn vực bên trong tuyết hùng nhất tộc thống trị vực mặt tuyệt đại đa số đều là bốn cấp vực mặt bất quá gần mấy trăm năm qua tuyết hùng nhất tộc thực lực càng phát ra lớn mạnh đã có tuyết hùng nhất tộc thế lực kéo dài đến tam giai vực mặt bốn cấp vực mặt la phong nhẹ nhàng khẽ giật mình tại cái kia tuyết hùng nhất tộc trong miệng tuyết hùng nhất tộc thay thế long tộc tồn tại theo lý thuyết, tại vũ trụ vạn vực bên trong, tuyết hùng nhất tộc thân phận địa vị, cần phải ở vào đỉnh phong tầng thứ. Bất quá, cái này liên quan đến long tộc, La Phong cũng không biết Phật tộc tộc ngày xưa long tộc quan hệ, tự nhiên không tiện hỏi nhiều. Tuy nhiên tuyết hùng nhất tộc ở vào bốn cấp vực mặt, nhưng là tầm thường tam giai vực mặt thế lực, đều không dám tùy tiện trêu chọc tuyết hùng nhất tộc. Lam Thanh Sơn không khỏi lại nhìn La Phong liếc một chút, gia hỏa này vậy mà dám can đảm chém giết tuyết hùng nhất tộc. Tuyết hùng nhất tộc sau lưng có một cái cường đại liên minh, cái kia liên minh thế lực thậm chí liên quan đến cấp hai vượt mặt thế lực. Lam Thanh Sơn thần sắc toát ra trịnh trọng nhìn lấy La Phong. La Phong Minh Bạch hắn ý tứ, chính mình chém giết đầu kia Tuyết Hùng cứu ra Tiểu Bạch Long ngao cựu liền mang ý nghĩa, đời này nhất định cùng Tuyết Hùng nhất tộc đi hướng mặt đối lập. Tuyết Hùng nhất tộc bốn cấp vượt mặt mặc dù có chút vượt quá La Phong dự kiến bên ngoài, thế nhưng là bốn cấp vượt mặt cũng nhất định xa so với La Phong vị trí cấp 7 vượt mặt tiên hoàng vượt phải cường đại hơn nhiều. Sang năm, là một tên khác tuyết hùng nhất tộc người trong coi buông xuống tiên hoàng vượt thời điểm, thế tất sẽ là một trận ác chiến. Đây là ta gia tộc lệnh phù, nếu thật có một ngày, tuyết Dạ thành cần ta trợ giúp thời điểm, tay người nắm lệnh này phù, đến quy nguyên vực liền có thể tìm tới ta lam thanh sơn đem một khối lệnh phù giao cho la phong về sau liền đứng dậy cáo từ hắn lịch luyện cũng sẽ không bởi vì đánh với la phong một trận thất bại mà dừng lại ngược lại đến đón lấy lịch luyện quá trình lam thanh sơn trong lòng hội càng thêm tràn đầy động lực lần sau gặp mặt chúng ta tái chiến một trận lam thanh sơn đôi mắt tràn đầy chiến ý ta tin tưởng cho đến lúc đó giữa chúng ta thắng bại quan hệ sẽ cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt la phong khuôn mặt mỉm cười khóe miệng dương nhẹ nói vậy cũng không nhất định la phong thực chất bên trong đồng dạng cũng là vô cùng kiêu ngạo hắn làm sao có thể cho phép một cái mình đã đánh bại đối thủ lại siêu việt hắn lam thanh sơn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch cởi mở cười một tiếng quay người cất bước mà đi phong tuyết gấp dưới bóng người dần dần biến mất không thấy la phong tại chỗ đợi lưu một trận ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía vạn vực đồ vô tận trên bầu trời đầy sao sáng chói địa cầu không chỗ tìm kiếm tuyết dạ thành một đêm này đã định trước không bình tĩnh tuyết dạ thành chủ cùng thần bí quy nguyên tháp thiên kiêu lam thanh sơn ở giữa nhất chiến dẫn phát chấn động vô số người chấn động theo la phong đưa ra khiêu chiến tam đại điều kiện càng làm cho người bàn tán sôi nổi không ngừng tất cả mọi người muốn biết tuyết dạ thành cửa bắt trước đem về lưu lại nhiều ít cái tên cửu thiên tiên cung lúc nào sẽ xuất hiện vô số người chờ mong la phong trở lại phủ thành chủ thời điểm đã là đêm khuya trong phủ thành chủ tuyệt đại đa số gian phòng đèn đuốc đều đã tắt la phong ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía một chỗ gian phòng đèn đuốc vẫn sáng la phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhẹ nhàng địa thở dài la phong ánh mắt chiếu tới chỗ cái kia gian phòng ốc chính là gian tinh vũ chỗ ở địa phương nàng nhất định còn tại trắng đêm không ngủ nghiên cứu lĩnh vực trên người nàng gánh vác lấy nàng ca ca mộng tưởng. Đây là Giang Tinh Vũ đạp vào tiến hóa chi lộ mạnh nhất động lực. Tối nay liên hoan thời điểm, La Phong vốn muốn giới thiệu Giang Tinh Vũ cho phụ mẫu nhận biết, có thể Giang Tinh Vũ quá mức trầm mê ở lĩnh vực nghiên cứu, cũng chưa hề đi ra. La Phong lý giải mấy ngày nay Giang Tinh Vũ tâm tình, khẽ thở dài một cái về sau, quay người liền trở về. Hôm sau, tuyết giả thành. Một tin tức truyền đến, cùng một chỗ gây nên oanh động tuyết giả dạ thành chủ xuất lĩnh cường giả trên xuống cổ thành, cường thế phá hủy ngự cổ môn, chém giết ngự cổ môn chủ, cuối cùng tài vạn quân vây quanh phía dưới nhẹ nhõm rời đi. Tuyết giả dạ thành chủ, thật đáng sợ. Giết địch ở ngoài ngàn dặm, vậy mà chỉ ở ngắn ngủi nửa ngày bên trong. Khó trách cái kia Lam thanh sơn thực sự trên thiên kiêu đại chiến đấu về sau, la thành chủ chậm chạp không xuất hiện, nguyên lai, hắn đi một chuyến ở ngoài ngàn dặm cổ thành giết người vừa mới tại cửa bắc trước bày xuống thiên kiêu đại chiến đấu, đảo mắt thì buông xuống cổ thành, cái này tuyết dạ thành chủ còn thật không theo lẽ thường ra bài. Thế nhưng là chưa từng có nghe qua tuyết dạ thành cùng cổ thành ở giữa có cái gì biển máu ân oán. Nghe nói là thành chủ trước lúc trời đi, còn mang đi một nhóm người, những người kia thân phận thần bí. Sáng sớm, tin tức tại tuyết dạ thành nổ tung. Vô số người chấn động theo. Tuyết dạ thành chủ truyền kỳ thiên kiêu tên hắn, truyền khắp thiên hạ. Trong khoảng thời gian này đến nay, toàn bộ tiên hoàng vực ánh mắt đều bị một tên đột nhiên cuộc khởi thiên kiêu hấp dẫn. Vần sáng lóa mắt, vàng chúng chú mục. Một ngày này, lại có ba tên thiên kiêu hướng la phong khởi sướng khiêu chiến. Cũng không phải là đến cửu thiên tiên cung hoặc là chính đại thánh địa bên trong còn lại một cái. Ba tên người khiêu chiến thực lực không giống nhau, coi là tiên hoàng vực phạm vi bên trong trác tuyệt bất phạm thiên kiêu nhân vật. Thế nhưng là, thực lực bọn hắn, so với La Phong mà nói, chênh lệch quá nhiều. Khiêu chiến kết quả, chỉ là để tuyết giả dạ thành cửa bắc trên tường thành, gia tăng ba cái tên. Đa tạ. Thiên kiêu trên chiến đài, La Phong cao to thân thể tại trời chiều chiếu rọi, kéo đến thật dài, ánh mắt quét ngang phía dưới, bình tĩnh nói ra, ta rất chờ mong. Cái kế tiếp khiêu chiến Nói xong, La Phong ngón tay chỉ sau lưng cửa bắc thành tường Bởi vì đây là ta vinh diệu thiên kiêu dưới chiến đài nhất thời vang lên một trận tiếng hoang hô âm cửa năm trước nhất chiến phong thần cho tới bây giờ thiên kiêu trên chiến đài cường thế la phong vận sáng càng phát ra lóa mắt bị vô số người sùng bái rất nhiều người đều chờ mong lấy la phong đến tột cùng có thể ở cái này thiên kiêu trên chiến đài đánh bại bao nhiêu thiên kiêu la phong nhẹ mỉm cười một cái vừa mới chuẩn bị rời đi thiên kiêu đài chiến đấu lúc này nơi xa truyền đến một trận tiếng hét lớn âm tiên hoàng có biện pháp cổ thành tai ương, la thành chủ, ngươi cái kia cho cổ thành một cái công đạo đi. Thanh âm chấn thiên, vang tận mây xanh. Sưu sưu sưu. Từng tia ánh mắt tập trung qua. Nơi xa, mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, từng cái khí thế dội dào, ánh mắt sắc bén, bạo lướt mà tới. Trực tiếp rơi tại thiên kiêu trên chiến đài, đem la phong bao vây lại. Giờ khắc này, mọi người ào ào kinh hãi, ngẩng đầu nhìn người tới. Vì cổ thành mà đến, đây đều là cái gì người? Thiên kiêu trên chiến đài, là phòng đứng chấp tay ánh mắt chậm rãi đảo qua. Vây quanh hắn võ giả, hết thảy có chín người. Râu tóc bạc trắng, đều là hơn trăm tuổi lão quái vật. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chậm La Phong. La Phong thần sắc không thay đổi, chư vị, nơi này là thiên kiêu đài chiến đấu, các ngươi cảm thấy mình còn rất trẻ sao. Trời chiều ánh chiều tà rất nhạt, trên trời cao đã bắt đầu ấp ủ ra tuyết gần trước hàng ý chính người đem La Phong vây quanh trong nháy mắt, thiên kiêu dưới chiến đài một mảnh xung xao âm thanh vang lên tới. Tiên Hoàng có biện pháp cổ thành tai ương, bọn họ là vì ngự cổ môn mà đến. Hôm qua La Phong xuất lĩnh tuyết giả thành cường giả buông xuống cổ thành cũng chém giết ngự cổ môn môn chủ. Thiên kiêu đài chiến đấu thành không ngươi che chở mệnh phù. Một tên tóc trắng võ giả đôi mắt sắc bén, hôm nay nếu không cho ngự cổ môn một cái công đạo như vậy ngươi cũng không cần rời đi thiên kiêu đài chiến đấu cho ngự cổ môn một cái công đạo la phong tầm mắt nhíu lại chỉ bằng các ngươi chính cái sao sưu 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 lúc này tuyết dạ thành bên trong lần lượt từng bóng người vút qua mà ra la phong ông ngoại làm thiên tà thiên văn thiết tam giác đường tử vân dịp cổ vân chờ chút tuyết dạ thành cường giả bạo lướt mà tới trên xuống thiên kiêu đài chiến đấu rơi vào la phong bên người. Khí thế như hồng. Các ngươi muốn cái gì bàn giao? Và các vô sĩ trực tiếp mở miệng, nhạc âm thanh địa mở miệng, phá hủy ngự cổ môn người, chính là lão phu. Và các vô sĩ đứng chắp tay, ánh mắt bể nghễ. Chính người ánh mắt tản ra lãnh quan. Bên trong, vừa mới mở miệng tên lão giả kia lạnh lùng nói, ta, Lưu Ly Thành, Lạc Hoang Hà. Hổ Ma Thành, Triệu Minh Vương. Thanh Ngọc Thành, Bàn Thông. Tà tâm thành, tiền phi viễn. Thiên hạc thành, tiểu lôi kiêu. Sông cực thành, lý vĩnh cấn. Kim cương thành, đặng kiến thuật. Bạch vũ thành, trần biệt. Người cuối cùng, một thân trường bào màu đỏ như máu, hai con ngươi sắc nhọn sắc vô cùng, thanh âm chậm rãi rơi xuống, chu tước thành đại trưởng lão, tiêu giao chân nhân. Giờ khắc này, toàn bộ thiên kiêu đài chiến đấu phụ cận, thoáng cái yên lặng lại. Chính người, chính tòa thành. Chính tòa thành trì, chính cái tên, như sắm bên tai Như lấy tuyết giả thành làm trung tâm, như vậy, cái này chính tòa thành Chính là tuyết giả thành trong vòng nhìn dặm bên trong, thực lực mạnh nhất thì cổ thế lực Hôm nay, bọn họ vậy mà cùng nhau mà đến, vì cổ thành tai ương đòi một lời giải thích Vô số mắt người mắt đều toát ra rung động Ánh mắt ao ao nhìn về phía la phong Thiên kiêu trên chiến đài cửu thành đại biểu, mỗi cái tên đều tại hoàng bản phía trên, đồng thời đều ở vào hoàng bản 100 vị trí đầu. Riêng là người cuối cùng, Chu Tước Thành, tiêu giao chân nhân, càng là đứng hàng hoàng bản thứ 11. Chu Tước Thành thực lực, thuộc về cửu thành đứng đầu. Tiên Hoàng có biện pháp, cái này chính đại thế lực, là muốn bảo trì trong vòng nghìn dặm trật tự sao. Cái này chính tòa thành, mỗi một cái cũng không tốt gây, bây giờ liên hợp vây công tuyết dạ thành, la thành chủ, hiện tại chỉ sợ là tiếng thối lưỡng nan. Ta cũng rất tò mò, La thành chủ vì sao trên xuống cổ thành Chém giết ngự cổ môn môn chủ Yên tĩnh về sau Trong đám người vang lên một trận tiếng nghị luận Chính người, chính tòa thành Đây chính là ngự cổ môn sau lưng liên minh lực lượng La Phong tầm mắt nhẹ nheo lại Đồng thời, ánh mắt một bên Nhìn về phía nơi xa tuyết doanh doanh Ngự cổ môn, lưu ly tông Bây giờ xuất hiện cửu thành Nếu là vì cổ thành, vì ngự cổ môn mà đến Như vậy, mang ý nghĩa bọn họ tự nhiên là cùng một đám truy sát tuyết thị nhất tộc thần bí thế lực một trong tuyết doanh doanh quyền đầu siết chặt chính tòa thành không hề nghi ngờ chính là hủy diệt ngày xưa tuyết nữ phái cựu địch tuyết doanh doanh trong đầu hiện lên cái này chính tòa thành đại khái vị trí lại thêm cổ thành tại trong vòng nhìn dặm bên trong đúng lúc đối tuyết già dạ thành hình thành một vòng vây những thứ này đều là tuyết nữ phái cựu địch không dùng chính mình đi hết sức điều tra hôm nay bọn họ tự động hiện thân. Tuyết doanh doanh con ngươi lóe ra một vệt vẻ cưu hận. Đồng thời, trong đáy lòng, cũng vì La Phong cảm thấy lo lắng. Nàng xem thấy La Phong, ánh mắt phức tạp. Dù sao, La Phong là vì tuyết thị nhất tộc, mới có thể đắc tội cái này liên minh. Bây giờ cửu thành liên thủ, hương sư vấn tội, La Phong nên làm thế nào cho phải? Lấy tuyết giả dạ thành nhất thành chi lực, có thể cùng cửu thành, không, tăng thêm cổ thành lời nói, đó là mười tòa thành Tuyết dạ thành như thế nào chống lại mười tòa thành vây công Như là phong thái độ một cứng trắng nữa Như vậy Tuyết dạ thành sợ rằng sẽ muốn tái hiện Ngày xưa tuyết nữ phái tai nạn Tuyết doanh doanh hít sâu một hơi Cất bước đi đến Đây hết thảy đều là bởi vì Tuyết thị nhất tộc mà lên Thế mà tuyết doanh doanh vừa hướng phía trước đi Hai bước thiên kiêu trên chiến đài Là phong đã mở miệng Cái gì bạch hạt thành chim sẽ thành nơi này là tuyết dạ thành. La Phong ánh mắt quét ngang qua, đây là thiên kiêu đài chiến đấu, các ngươi nếu có thể tuân theo ta quy tắc, ta tùy thời hoan nghênh các ngươi tới khiêu chiến, trái lại. La Phong ánh mắt lạnh lẽo, tuyết dạ thành, không sợ đánh một trận. Thiên kiêu đài chiến đấu xung quanh, nhất thời, lại lần nữa rơi vào giống như chết yên tĩnh. Cái này chính tòa thành, cũng không phải tầm thường phổ thông thành trì, mỗi một tòa thành, nội tình đều vô cùng hùng hậu, thế lực cường đại mỗi một tòa thành thực lực đều không tại lúc trước tuyết dạ thành phía dưới. Đương nhiên, bây giờ tuyết dạ thành có mấy tên độ kiếp cảnh thất trọng cường giả tòa trấn, thế nhưng là, cái này chính tòa thành, tự nhiên cũng có. Thiên kiêu trên chiến đài, đến từ chu tước thành tiêu giao chân nhân, càng là hoàng bản thứ 11 siêu cấp cường giả. Khi nghe thấy chu tước thành tại La Phong trong miệng trở thành chim sẽ thành thời điểm, một thân áo bào đỏ tiêu giao chân nhân ánh mắt nhất thời lạnh lẽo mấy phần, nhìn chầm chầm La Phong. Ngươi tin hay không, không ra một tháng, ta mười thành có thể tổ một triệu cường quân, sang bằng tuyết dạ thành. Tiêu giao chân nhân lạnh lùng mở miệng, người thiếu niên, khẩu xuất cuồng ngôn, là muốn trả giá đắt. La Phong lông mi lạnh nhất lên, đôi mắt trực tiếp lóe qua một trận sát cơ, có thể ngươi chưa hẳn có thể sống thêm một tháng. Vừa nói xong, và các vô sĩ đám người nhất thời minh bạch La Phong ý tứ, từng cái thân thể vút qua, đứng lơ lửng trên không, đứng tại chính người đường lui phương hướng. La Phong, muốn lưu lại chính người này. Dù là bên trong có hoàng bản thứ 11 tiêu giao chân nhân, cũng chưa chắc không thể làm được. Thiên văn thiết tam giác, Phong Tam Nương vốn là hoàng bản thứ 13, tại cửa năm trước nhất chiến, càng là có đột phá, bây giờ thực lực, không kém tiêu giao chân nhân, mà gia các vô sĩ bọn người, thực lực đều là độ kiếp cảnh thất trọng. Dạng này đội hình, muốn lưu lại chính người này, mặc dù cũng khó khăn, thế nhưng là, có thể thử một lần. Dù sao, lấy tiêu giao chánh thức cầm đầu chín người, đều đứng hàng hoàng bản 100 vị trí đầu, thực lực yếu nhất, cũng là độ kiếp cảnh 6 tầng đỉnh phong. Lúc trước Lam Thiên tà độ kiếp cảnh 6 tầng đỉnh phong, đứng hàng hoàng bản 107. Bầu không khí thoáng cái biến đến ngưng động. Thiên kiêu đài chiến đấu xung quanh, đông đảo võ giả vô ý thức lui lại một khoảng cách. Như coi là thật muốn bạo phát trận này đại chiến, như vậy là độ kiếp cảnh thất trọng ở giữa đỉnh phong quyết đấu, hơi chút sơ suất đều sẽ lan đến gần bọn họ. Xem náo nhiệt cố nhiên là tốt, thế nhưng là, dựng vào tính mạng mình thì không đáng. Chính tên vây quanh la phong cường giả, trong nháy mắt bị tuyết giả thành cường giả vây quanh. Tiêu giao chân nhân đồng tử co rụt lại, nhìn chầm chầm la phong. Tại hắn trong dự tưởng, chính người đại biểu cửu thành mà đến, nhất định có thể khiến la phong e ngại, chịu thua. Thế mà, đối phương cường thế, hoàn toàn như trước đây. Tuyết giả thành, đây là tại tự chịu diệt vong. Tiêu giao chân nhân chậm rãi lạnh giọng mở miệng. Thiên kiêu đài chiến đấu chính giữa, là phòng đứng chấp tay, áo trắng như tuyết, hai con người như sao, được làm vua thua làm giặc, đấu qua mới biết. Trong chín người, đứng tại tiêu giao chân nhân bên trái một tên áo bào xám lão giả, chính là tới từ lưu ly tông cường giả, là khoan hà. Giờ phút này, là khoan hà đôi mắt bắn ra lạnh lẽo hàng quang, nhìn chằm chằm la phong, tuyết dạ thành, sớm đã không cần phải tồn tại hưu lạc hoang hà xuất thủ như điện bóng người hóa phong giống như trong nháy mắt tới gần la phong thần sắc lóe qua tàn nhẫn đồng thời khóe miệng nhếch lên nhè răng cười ngu xuẩn ở trong mắt lạc hoang hà đây quả thực quá mức buồn cười tuyết dạ thành chủ bị bọn họ chín người vây quanh vốn là tuyết dạ thành các cường giả đã đuổi tới đi vào tuyết dạ thành chủ thân một bên có thể giờ phút này vậy mà hết thảy đều tản ra, ngược lại đem bọn hắn thành chủ đại nhân, đặt mình vào hiểm cảnh. Lạc Khoan Hà đương nhiên sẽ không buông tha dạng này cơ hội. Trừ cổ thành ngự cổ môn, còn có ta lưu ly tông trướng, ta lưu ly tông một tên hộ pháp trưởng lão, tại tuyết dạ thành bên trong vô cớ mất tích, cái này, chẳng lẽ không cái kia cho một cái công đạo sao? Lạc Khoan Hà lực lượng rất đủ. Cứ việc tuyết dạ thành có hoàn bản thứ 13 phong tam nương bọn người tọa trấn, thế nhưng là, bọn họ một hàng chín người, đều là đến từ cửu thành siêu cấp cường giả. Chu Tước thành tiêu giao chân nhân, càng là hoàng bản thứ 11 tồn tại. Hắn, có gì e ngại? Là khoan hài nhe răng cười thẳng hướng La Phong. Xung quanh vang lên một tràng thốt lên thanh âm, từng tia ánh mắt nhìn chầm chầm. Nhìn cân treo sợi tóc. La Phong bóng người trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, chính là nhân đã xuất hiện tại chính người vòng vây bên ngoài. Ngũ hành đại độn Lưu ly tông La Phong chấp hai tay sau lưng Nhạc vừa nói nói Ta nhớ tới Có cái tự xưng là lưu ly tông hộ pháp trưởng lão gia hỏa Vậy mà ăn vùng ta phủ thành chủ hại nhân dưỡng chó dưỡng nhà xương cốt ăn Bị ta phủ thành chủ bọn hộ vệ chặt trơi nuôi chó Lạc khoan hạ quay đầu Đôi mắt bỗng nhiên tách ra thực cốt hàng quan Quả quyết xuất thủ Lại một lần nữa thẳng hướng La Phong Oanh Một bóng người càng nhanh Lướt ngang mà tới, xuất hiện tại La Phong trước mặt, trực tiếp huy quyền, ngăn cản được một kích này. Ta làm thiên tà cháu ngoại, không phải ai cũng có thể khi dễ. Làm thiên tà mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn chầm chầm La Hoang Hà, đột nhiên xuất thủ, chủ động thẳng hướng Lạc Hoang Hà. Đông Nam Vương, làm thiên Tạ. Lạc Hoang Hà đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười như điên, đầy mắt khinh thường. Lạc Hoang Hà là độ kiếp cảnh 6 tầng đỉnh phong, hoàng bản xếp hạng thứ 9-11. Thế nhưng là, Lam Thiên Tà, liền hoàn bản 100 vị trí đầu cũng không phải. Lão Phu không chỉ có muốn khi dễ nhỏ, liền lão cũng cùng nhau thu thập. Lạc khoan Hà Cường Thế xông lên, Pháp tướng còn như lưu ly thải quan, lóa mắt bức người, từng chùm lưu ly hào quan còn như mũi tên bắn ra, chợt nhìn liền như là khổng tước xòe đuôi, lộng lẫy. Trong tấm hình ẩn chứa nồng đậm sát cơ, Lam Thiên Tà trực tiếp trút kiếm, trong chốc lát, kiếm quan như hồng, khí thế ngập trời, không gì không phá, chém về phía cái kia lưu ly thần quan. Đại chiến hết sức căng thẳng. Là khoan hà khinh thường, làm thiên tà tự nhiên đặt ở trong mắt. Sự thật thắng hùng biện. Đến cùng là ai tới thu thập người nào, đấu qua mới biết được. Làm thiên tà đột phá tới độ kiếp cảnh thất trọng, ngoại giới cũng không có ai biết. Giờ phút này huy kiếm, lực lượng không giữ lại chút nào bạo phát. Oanh! Là khoan hà thân thể trực tiếp bay tứ tung mà ra, cứ việc trên người có bảo khí hộ thể, có thể bất ngờ không đề phòng, vẫn là thụ không nhẹ thương tổn, một ngụm máu tươi cùng phúng ra ngoài. Tình cảnh này, trực tiếp đem không ít người đều nhìn ngốc. Không có người nghĩ đến, đồng nam vương lam thiên tạ, vậy mà mạnh đến nước này. Hắn cũng đã đột phá đến đệ thất trọng. La Phong chấp hai tay sau lưng, nghiêng liếc liếc một chút lạc hoang hà ngược lại vị trí, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai, like, bất quá là con cọp giấy A lạc hoang hà ngã trên mặt đất vừa muốn dùng dặn, nghe thấy la phong lời này lại nhìn không được một ngụm máu tươi phun ra đi toàn thân tức giận đến phát trung, ngẩng đầu nhìn chầm chầm lam thiên tà hắn không nghĩ tới lam thiên tà lại nhưng đã đột phá cái gọi là hoàng bản thực sự quá mỏng la phong tự mình đĩa lắc đầu rốt cuộc là ai chế định hoàng bản vậy mà đem ta anh minh thần võ ông ngoại xếp tại trăm tên có hơn nhãn lực thực sự quá kém xem ra cái này chim sẽ môn tiêu giao chân nhân, chỉ sợ. Cũng chỉ là chỉ là hư danh thôi. Tiêu giao chân nhân ánh mắt lóe ra màu lạnh, cũng không nhiều lời, bóng người nhất động. Thân thể như sấm động, dường như trong nháy mắt nổ tung mảnh không gian này, thiên địa mặt ta tiêu giao. Cực nhanh bóng người trong nháy mắt liền buông xuống đến Lam Thiên Tà trước mặt. Lam Thiên Tà cảm nhận được một cổ cực mạnh áp lực, đồng tử nhỏ nhẹ co rụt lại, hoàn bản thứ 11 cường giả tuyệt đối không phải hắn vừa mới đột phá đến độ kiếp cảnh thất trọng có thể chống lại. Bất quá, Lam Thiên Tà cũng không lùi bước, ánh mắt lóe ra kiên nghị, phía sau hắn là La Phong. Tuyệt đối không cho phép hắn lui lại nửa bước. Sư, sư, sư. Đầy trời truy băng bay múa. Chỉ một thoáng tập kích tới. Tiêu giao chân nhân, sau ngày hôm nay, hoàng bản thứ 11 vị trí, tà phong tam nương, thay vào đó. Phong Tam Nương lời nói rơi xuống, công kích đã tới, ùng ùng kéo đến thế công khiến tiêu giao chân nhân không thể không từ bỏ đối Lam Thiên Tà công kích, ngược lại ứng phó Phong Tam Nương. Chỉ sợ ngươi làm không được. Tiêu giao chân nhân thét dài một tiếng, khí thế như hồng, còn như cuồng sư tại thế, thi triển ra mạnh mẽ vô cùng thế công. Tiêu giao chân nhân quyết đấu thiên văn thiết tam giác một trong phong tam nương. La phong ánh mắt cũng bị trận này quyết đấu hấp dẫn. Tiêu giao chân nhân thành danh đã lâu, tuyệt không phải là hư danh. Mà phong tam nương trước mấy ngày vừa mới đột phá, thực lực không nhất định so tiêu giao chân nhân kém. Giữa hai người trận này quyết đấu, thắng bại khó liệu. Giờ phút này, còn lại mấy người lại không có dừng lại. Lam thiên tà quát lạnh một tiếng, thẳng đến bên trong một lão giả. Lam thiên tà đôi mắt tràn ngập chiến ý. Nơi này là tuyết giả thành. Tuyết giả thành thành chủ, là hắn Lam thiên tà cháu ngoại. Mà bây giờ, cái gọi là mười thành liên minh, hùng hổ dọa người, nói khoác mà không biết ngượng, hắn tự nhiên muốn thay La Phong chống đỡ cái này tràn tử. Mười thành liên quân sao? Ta làm thiên thành, đồng dạng không sợ đánh một trận. Lam thiên tà thanh âm vang vọng mà lên. Nơi xa đám võ giả chấn động trong lòng, huyết dịch không tự chủ được sôi trào lên. Bất luận trận chiến ngày hôm nay kết cục như thế nào, mười thành liên quân, tất nhiên sẽ hướng tuyết dạ thành phát động thế công lam thiên thành cũng cuốn vào cái này thế tất sẽ là trăm năm qua tiên hoàng vực phạm vi bên trong muốn bạo phát đại quy mô nhất một trận đại chiến loạn thế xuất anh hùng không biết truyền kỳ thiên kiêu la phong là có hay không là thiên mệnh sở quy mười thành một triệu liên quân cố nhiên cường đại có thể hiện tại xem ra tuyết dạ thành lực lượng đồng dạng không kém các ngươi đừng quên còn có Ngọa long giang tiêu thị sưu đường tử vân huy kiếm mà đi thẳng chém trúng một tên độ kiếp cảnh thất trọng cường giả ta ngọa long giang tiêu thị con rể càng không phải là ai cũng có thể khi dễ đường tử vân xuất thủ đồng thời trực tiếp trước mặt mọi người tuyên bố chính mình thái độ mười thành liên quân lão nương phụng bồi tới cùng oanh 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 mấy ngày trước cửa năm trước nhất chiến cuối cùng đột phá hai người chính là phong tam nương cùng đường tử vân đường tử vân lực lượng đại tăng hiện tại thi triển ra, càng là sắc bén cường đại. Trong nháy mắt, đối thủ cũng đã liên tục bại lui. Thiên kiêu trên chiến đài, cường giả ở giữa đối hám, trong nháy mắt bạo phát. Chính thành cường giả, bên trong một trong, đến từ lưu ly tông lạc hoang hà bị lam thiên tà cường thế trọng thương. Còn thừa tám người, tiêu giao chân nhân giao đấu phong tam nương. Mà gia các vô sĩ, cung lão tiên sinh, đường tử vân, lam thiên tà cùng dịp cổ vân năm người, thì đối mặt với đối phương bảy người hợp công. Trang diện rộng rãi, sắc bén thế công chấn động thương khung. Nơi xa vây xem đám võ giả vừa lui lại lui. Tòa này lâm thời dựng dựng lên thiên kiêu đài chiến đấu oanh sụp đổ. Thành thế to lớn. Trời chiều ánh chiều tạ đã che không lấn ác được cửa bắc trước tuyết hoa, trên bầu trời tuyết hoa tung bay. Bất quá, đông đảo võ giả trong lòng mảy mây không cảm giác được tuyết già dạ thành lạnh ý, huyết dịch cũng đều sôi trào. Bọn họ đều có ý tài liệu Mấy ngày nay Tuyết giả dạ thành chính là toàn bộ tiên hoàng vực tiêu điểm Lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát đại chiến Nhưng ai đều không có dự kiến đến Lại lại là chính thành đột nhiên liên thủ Muốn vì cổ thành đòi một lời giải thích Hướng tuyết giả dạ thành tuyên chiến Tuyết giả dạ thành Phụng bồi tới cùng Một trận kinh thiên động địa đại chiến Nơi xa vây xem đám võ giả ánh mắt cực kỳ chấn động Cái này cũng là tuyết dạ thành lực lượng sao? Lưu Ly Thành, chu tước thành các loại, cái này chính tòa thành trì, cũng không phải tầm thường thế lực có thể so sánh, mỗi một tòa thành trì, đều có hoàn bản 100 vị trí đầu cường giả tòa trấn, hôm nay chính thành liên thủ, chính đại cường giả, tại nhân số chiếm ưu tình huống dưới, vậy mà. Còn bị tuyết giả thành lực áp một đầu, không ít người đều nghẹn họng nhìn trân trối. Theo bọn họ nhìn đến cục thế đến phán đoán, mặc kệ là phong tam nương cùng tiêu giao chân nhân ở giữa quyết đấu, hoặc là còn lại mấy chỗ chiến trường, đều không ngoại lệ, đều là tuyết giả thành cường giả chiếm cứ lấy thượng phong. Khó trách, là thành chủ không sợ một trận chiến này, hắn thật có cái này lực lượng. Có điều, đừng quên mười thành liên quân nắm giữ trăm vạn đại quân, dạng này lực lượng, cũng không phải mấy cường giả có thể ngăn cản. Cho dù là tuyết giả thành, ngoại Long Giang cùng Lam Thiên Thành liên hợp lại, cũng chưa chắc có như thế hùng hậu lực lượng đi. À, là thành chủ không thấy. Đột nhiên, có người kinh hô địa mở miệng. Không ít người ánh mắt đảo qua đi, đều ào ào sửng sốt. Tất cả mọi người bị mấy chỗ đại chiến hấp dẫn nhãn cầu, không có người chú ý tới, là phòng không biết cái gì thời điểm đã biến mất không thấy gì nữa. Bao quát tuyết doanh doanh bọn người, đều không có chú ý tới. Đại ca đi đâu? Tiểu Bạch Long Ngao Cựu cũng là ngơ ngẩn, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Tại loại này quan trọng trước mắt, La Phong vậy mà rời đi. Bất quá, giờ phút này nhiều người hơn quan tâm vẫn là cuộc chiến đấu này kết quả. Rất nhanh, ánh mắt ào ào lại lần nữa rơi tại đại chiến song phương trên thân. Tiêu giao chân nhân giờ phút này khuôn mặt ẩn ẩn có mấy phần khó chịu. Hoàng bản 11 cùng 13, ở giữa chênh lệch vốn là không lớn, tiêu giao chân nhân đối lên phong tam nương, ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, không có chút nào khinh địch chi ý, thế mà, lại không nghĩ tới, phong tam nương lực lượng, mây không kém hắn, mà lại, còn lực áp hắn một bậc. Tiêu Dao chân pháp. Tiêu Dao chân nhân mắc lộ ra tinh quang, cường thế khởi sướng càng thêm mãnh liệt thế công. Đánh cực lần cuối. Một sát na này ở giữa, Tiêu Dao chân nhân lực lượng kéo lên mấy phần. Phong Tam Nương thần sắc bình tĩnh, trong tay một món bảo khí tế ra, quang mang vạn trượng. Đang vây công tuyết hùng thời điểm, thiên văn thiết tam giác cơ hồ hao tổn tận trên người mình bảo khí tồn tại, còn thừa không có mấy, nếu không hôm nay loại tình huống này thiên văn thiết tam giác liên thủ bằng vào chính mình thực lực lại thêm bảo khí chi uy đều có thể đứng ở không thất bại địa bất quá trước mắt tình huống này phong tam nương cũng phải cầm ra bản thân áp đáy hầm bảo vật bảo khí ánh sáng lập lòe thương khung tiêu giao chân nhân kinh hãi vội vàng phía dưới trực tiếp xuất ra một món bảo khí để ngăn cản nơi xa cung lão tiên sinh xem xét thần sắc không khỏi biến đến cổ quái mấy phần. Tiêu giao chân nhân xuất ra cái kia món bảo khí, chính là xuất từ phong tam nương chi thủ. Chỉ có thể coi là phong tam nương sở luyện chế bảo khí bên trong thứ phẩm. Nhưng bây giờ, vậy mà dùng tới đối phó phong tam nương. Âm âm. Không có chút nào ngoài ý muốn, tiêu giao chân nhân trong tay bảo khí trực tiếp bị phá hủy. Gần như đồng thời, phong tam nương thế công giống như cuồng phong mưa rào buông xuống. Tiêu dao chân nhân luống cuốn tay chân, cuốn quyết chống cự. Oanh! Trên thân tăng thêm mấy cái chỗ vết thương, trực tiếp bay tứ tung mà ra. Chật vật không chịu nổi địa ổn định thân thể. Lúc này thời điểm, mấy người khác tình huống đồng dạng chẳng tốt đẹp gì, tiêu dao chân nhân ánh mắt quét qua, còn lại mấy người cũng từ từ lộ ra vẻ bại, sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi mấy phần. Trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý. Vô ý thức ngẩng đầu một cái. Tiêu giao chân nhân đôi mắt chết nhìn thẳng phong tam nương. Bọn họ chính người dám cường thế mà đến là bởi vì tiêu giao chân nhân chính là hoàng bản thứ 11 tồn tại. Căn bản không sợ tuyết giả thành các cường giả. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà thua ở phong tam nương trong tay. Trận chiến ngày hôm nay thất bại, bản chân nhân ngày khác nhất định đòi lại. Tiêu giao chân nhân quát lạnh, trực tiếp vung tay áo, chúng ta đi. Đi. Lạc Hoang Hà là chạy nhanh nhất một cái Trên trận cục thế hắn đã sớm nhìn đến nhất thanh nhị sở Tại tiêu giao chân nhân bại lui trong nháy mắt Lạc Hoang Hà liền muốn chạy trốn Còn lại mấy người đều trong nháy mắt này Ra sức bày thoát đối thủ Đi Chính bóng người hướng về nơi xa lướt gấp sông lên Phong tam nương bọn người lông mi nhẹ nhất lên ngẩng đầu nhìn lại Không thấy la phong bóng dáng Thoáng cái không biết có muốn đuổi theo hay không giết chính người này Đúng vào lúc này phía trước, kim quang sáng chói, lập lòe mà lên. Giống như một cái to lớn nhà tù, ngút trời thẳng lên. Một cái kim sắc trực rỡ cửa lớn, vụt lên từ mặt đất, hùng hậu vô cùng, ẩn chứa dồi dào lĩnh vực chi lực, ngăn cản chín người đường đi. Một sát na này ở giữa, tiêu giao chân nhân chờ chín người khuôn mặt phút chốc biến sắc. Trước mắt rõ ràng là trống trải đất tuyết, làm sao lại xuất hiện quỷ dị như vậy kim môn. Lĩnh vực Lạc hoang hà thốt ra, kinh hải một hô. Tách ra đi. Tiêu giao chân nhân quả quyết mở miệng. Chính bóng người lập tức tách ra, hướng về phương hướng khác nhau phá vây. Hô. 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 Cùng phong đảo qua đất tuyết. Phiến phiến kim môn vụt lên từ mặt đất, ẩn chứa huyền bí không gì sánh được khí tức, kim quang ống ánh chiếu rọi đất tuyết. Hết thảy bát phiến môn, theo tám cái phương vị xuất hiện, trong chớp mắt hình thành một vòng vây. Kim môn nhanh chóng di động, làm cho người hoa mắt, bác phiến môn, dường như thiên biến vạn hóa lên. Chính người đặt mình vào bên trong, thoáng cái có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Cước bộ bối rối, thất kinh, thậm chí ngay cả bên người hình ảnh đều biến đến mờ đi. Mọi người chớ hoảng sợ, liên thủ phá trận. Tiêu giao chân nhân hết lớn, thế mà, giờ phút này mặt khác tám người phương vị, hắn đã không phát hiện được. Tuyết giả dạ thành cửa bắt trước, đông đảo võ giả đều bị tình cảnh này sợ ngay người. Rốt cuộc là ai, vậy mà tại chính thành cường giả đường lui ra, sớm bố trí huyền diệu như thế cường đại lĩnh vực. Từng tia ánh mắt nhìn lại. Tại kim trên cửa, cái kia một bộ quen thuộc áo trắng xuất hiện. Tuyết giả thành chủ, truyền kỳ thiên kiêu, la phong. Là hắn. Tất cả mọi người trong lòng mãnh liệt trung động lên. Thanh thế như vậy cùng cuộn đáng sợ một mạng, đúng là xuất từ La Phong thủ bút. Lúc này, La Phong thanh âm nói năng có khí phách, vang tận mây xanh, bác môn kim tỏa trận đã đem chín người vây khốn, bất quá, nhiều nhất chỉ có thể vây khốn một phút thời gian. Chư vị tiền bối, ta hiện tại nói cho các ngươi vào trận chi pháp, một phút, mạo phạm tuyết giả thành chính thành võ giả. Một tên cũng không để lại. Dết. Bác môn kim tỏa đại trận phía trên, áo trắng tái hiện, sát ý tràn ngập thương khung. Chính thành cùng nhau mà đến, không có hảo ý, muốn đem tuyết giả thành đặc tuyệt cảnh. Chính người này, đều là trong chính thành, trụ cột vững vàng nhân vật, như để bọn hắn rời đi, không thể nghi ngờ là thả cọc về núi, hậu hoạn vô cùng. La Phong thần sắc lãnh khốc. Mười thành liên minh là ngày xưa hủy diệt tuyết nữ phái hung thủ, cái kia mang ý nghĩa là tuyết giả dạ thành đã định trước nhất chiến cưu địch. La Phong đương nhiên sẽ không lưu tình. Tại các cường giả đại chiến thời điểm, La Phong liền lặng lẽ rời đi, bố trí cái này bát môn kim tỏa trận. Tinh thần lực dao động tăng lên, La Phong lĩnh vực lực lượng cũng có trên diện rộng tăng trưởng, lại thêm toàn bộ đều dùng thực phẩm tinh thạch vì lĩnh vực lực lượng cội nguồn, có lòng không toàn tính tình huống dưới, thành công đem chính đại cường giả hết thảy đều nhốt tại bát môn kim tỏa đại trận bên trong. Một phút. Cấp bách. Lam Thiên tà bọn người không chút do dự, bóng người bạo lướt mà tới. La Phong cho mấy người truyền âm, cáo tri bát môn kim tỏa đại trận vào trận chi pháp các loại. Mấy người cấp tốc xông lên, bóng người trong nháy mắt liền biến mất tại bát môn kim tỏa đại trận bên trong. Nơi xa võ giả trong lòng vẫn như cũ rung động. Ngơ ngác nhìn phía trước. Kim sắc sáng chói môn, cách trở vùng thế giới này. Tuyết dạ thành chủ không chỉ có thực lực cường đại, liền lĩnh vực tạo nghệ, lại đều cao thâm như vậy. Thật là một cái yêu nghiệt. Hắn đến tột cùng còn muốn tự tay sáng lập ra bao nhiêu truyền kỳ. Từng tia ánh mắt đều bị bác môn kim tỏa đại trận hấp dẫn, Tất cả mọi người đang đợi một phút sau kết cục. Chính thành cường giả, có thể hay không tránh thoát kiếp này. Bác môn kim tỏa đại trận bên trong. Tiêu giao chân nhân ánh mắt lạnh lùng, tỉnh táo lại, cảm nhận được xung quanh lĩnh vực lực lượng. Tiêu giao chân nhân cũng không sợ gì sợ, tuy nhiên cái này lĩnh vực có chút huyền bí, thế nhưng là, lấy hắn thực lực, muốn phá vỡ, cũng không khó. Bằng vào này chỉ là lĩnh vực, liền muốn giữ lại ta tiêu giao chân nhân, si tâm vọng tưởng. Tiêu giao chân nhân cười nhạo, trong tay lợi khí hướng về phía trước hư không xẹt qua, trong chốc lát, ầm ầm thanh âm, quanh quẩn bên tai. Phá. Hưu. 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 Lúc này thời điểm, đầy trời truy băng theo bốn phương tám hướng tập kích tới. Bí mật mang theo đáng sợ uy thế, như lôi đình buông xuống, trong khoảnh khắc khiến tiêu giao chân nhân khuôn mặt thất sắc, trong lòng kịch liệt chấn động mạnh mẽ, toàn thân không tự chủ được trung lên, nhanh chóng tránh né, hoảng hốt chạy bừa. Phong Tam Nương Tiêu giao chân nhân phẫn nộ, một bên đem hết toàn lực ngăn cản Phong Tam Nương thế công, một bên ngoài mạnh trong yếu, chấn thanh hét lớn, ngươi chẳng lẽ thật cho là, bằng vào chỉ là tuyết dạ thành lực lượng, có thể ngăn cản trăm vạn đại quân công kích. Tuyết dạ thành cùng Mười thành liên minh ở giữa, cũng không phải là nhất định phải đi đến xung đột vũ trang cấp độ, hôm nay buông tha chúng ta chín người, lão phu cam đoan, mười thành liên minh, nhất định triệt binh, vĩnh không xâm phạm tuyết giả thành. Cơ hồ cùng một thời gian, tương tự lời nói, tại bác môn kim tỏa đại trận bên trong vang lên. Vĩnh không xâm phạm tuyết giả thành. Phong Tam Nương cười ha ha, ánh mắt lãnh quang lóe qua, là vĩnh viễn không bao giờ dám xâm phạm tuyết giả thành. Dết. Phong Tam Nương không chút do dự. Là phong cho các nàng ra lệnh, là một phút thời gian, chém dết chính đại cường giả. Phong Tam Nương đã quyết định thêm vào hạ tổ cung, như vậy, La Phong mệnh lệnh, nàng tự nhiên nghe theo. Đầy trời thế công, mây bay nước chảy, thẳng hướng tiêu giao chân nhân. Tiêu giao chân nhân hoảng sợ không gì sánh được, chật vật ngăn cản, thế nhưng là, hắn thực lực vốn không như Phong Tam Nương, bây giờ tại bát môn kim tỏa đại trận bên trong, Phong Tam Nương nắm giữ lấy vào trận chi pháp, càng là như cá gặp nước, không ra một lát, liền đem tiêu giao chân nhân đánh bay. Đồng thời, bát môn kim tỏa đại trận bên trong, mấy chỗ địa phương, vang lên tiếng kêu thảm thiết âm. Tha mạng! Ngươi dám! Mau cứu ta! Kêu trên kêu thảm! Oanh! Tiêu giao chân nhân làm ra tất cả vốn liếng, điên cuồng ngăn cản phong tam nương thế công đồng thời, toàn lực phá trận. Thế mà, làm tiêu giao chân nhân toàn lực phá vỡ bát môn kim tỏa trận thời điểm, khói đặt bay lên không trung, tuyết hoa đầy trời, hắn đã bắt không đến còn lại tám người bóng dáng. Cửa bắt trước, từng tia ánh mắt nhìn về phía nơi đây. La là Phong Lăng không đứng chắp tay, lãnh khóc nhìn xuống. Chính thành cường giả, bên trong tám người, đã phơi thay đất tuyết. Còn sót lại người cuối cùng. Đến từ Chu Tước Thành, hoàng bản thứ 11, tiêu giao chân nhân. Giờ này khắc này, tiêu giao chân nhân sắp nổi điên, hai con ngươi mở lớn đến huyết hồng, quần áo tả tơi, vô cùng chật vật, khí tức hỗn loạn, như là như kẻ điên, không chỗ có thể trốn, toàn thân phát trung hôm nay, chính thành cường giả cùng nhau mà đến, hạng gì uy phong. Bọn họ lựa chọn buông xuống thiên kiêu đài chiến đấu, chính là muốn ngay trước người trong thiên hạ mặt, hung hăng đánh tuyết giả thành mặt. Để tiên hoàng vực chư thế lực xem bọn hắn mười thành liên minh lực lượng. Mười thành liên minh, lấy chu tước thành cầm đầu. Tiên hoàng vực phạm vi bên trong, trừ chính đại thánh địa, chu tước thành lực lượng, có thể xếp vào mười vị trí đầu. Chu tước thành thành chủ, chính là đưa thân hoàng bản mười cường giả đứng đầu. Ở trong mắt tiêu giao chân nhân, cho tới bây giờ đều không có đem tuyết giả dạ thành để vào trong mắt. Có thể giờ phút này, hắn lại đưa tại tuyết giả dạ thành cửa bắt trước. Tuyết giả dạ thành, đem nghênh đón hạo kiếp, vô cùng tai nạn. Tiêu giao chân nhân khuôn mặt dữ tợn, gào thét trống to, tuyết thị nhất tộc, chính là tai tinh hàng thế, đã định trước diệt vong. La Phong, phong ngươi dám thu lưu tuyết thị nhất tộc, nuốt riêng tuyết nữ bảo tàng ngươi chắc chắn lọt vào khắp thiên hạ vây công, ngươi. Cuối cùng rồi sẽ diệt vong. Huyết tiễn phi lên. Gia các vô sĩ trong tay thần kiếm xuyên thấu tiêu giao chân nhân cổ họng. Thế mà, cuối cùng vẫn là chậm một bước, tiêu giao chân nhân trước khi chết thanh âm, tại thời khắc này, vang vọng đất trời ở giữa. Tuyết thị nhất tộc, tuyết nữ bảo tàng. Không ít người trong lòng cũng không khỏi đến kịch liệt trung động lên. Ánh mắt ào ào nhìn về phía La Phong. Trăm ngàn năm qua, vô số võ giả, các đại thế lực, chiếm cứ tuyết dạ thành, tranh đấu không ngừng, đại chiến không nghỉ, vì cũng là ngàn năm qua tuyết dạ thành bí mật lớn nhất, tuyết nữ bảo tàng. Thế mà, từ đầu đến cuối, không có người thấy tuyết nữ bảo tàng, càng thêm không biết là có hay không tồn tại. Có thể tiêu giao chân nhân một câu nói kia, để không ít người ánh mắt đều phát sáng. Tuyết thị nhất tộc lại còn tồn tại ở thế gian ở giữa. Bọn họ trở về. Như vậy, tuyết nữ bảo tàng. Từng tia ánh mắt biến đến cùng nhiệt, thậm chí là đỏ mắt, hâm mộ, đố kỵ, nhìn chầm chầm la phong. Gia các vô sĩ bọn người sắc mặt hơi hơi khinh biến, tiêu giao chân nhân trước khi chết câu nói này, không thể nghi ngờ là trong nháy mắt đem la phong đẩy hướng đầu sóng gió. Bọn họ bên tai đã truyền đến không ít võ giả thanh âm. Thì ra là thế, khó trách la thành chủ hội không xa ngàn dặm, trên xuống cổ thành, không tiếc chém giết ngự cổ môn chủ, cũng muốn đem những người này mang về tuyết dạ thành nguyên lai đúng là tuyết thị nhất tộc thiên hạ hôm nay chỉ sợ cũng chỉ có tuyết thị nhất tộc mới biết được tuyết nữ bảo tàng bí mật tuyết dạ thành hỗn loạn ngàn năm tranh đoạt ngàn năm không nghĩ tới tuyết nữ bảo tàng cuối cùng lại quy nhất thiếu niên dựa vào cái gì tuyết nữ bảo tàng cái kia thiên hạ cùng hưởng từng tia ánh mắt tập trung ở la phong trên thân đầy trời tuyết trắng rì rào mà rơi áo trắng dẫm tuyết sau lưng khói đặt dần dần tán chính bộ thi thể càng chướng mắt trước một khắc bọn họ vẫn là ngang dọc tiên hoàng vực hoàng bản cường giả la phong cước bộ rất nhẹ chậm rãi hướng hướng cửa thành đi trở về dường như căn bản không có nghe thấy chung quanh rất nhiều đám võ giả tiếng nghị luận ngay tại la phong sẽ phải bước vào cửa thành thời điểm trong đám người đột nhiên vang lên một thanh âm liên quan tới tuyết nữ bảo tàng La thành chủ chẳng lẽ không giải thích một chút sao? Gia các vô sĩ bọn người ánh mắt như điện, nhìn về phía đám người. Thế mà, nhưng lại không biết đến tột cùng mở lời là người phương nào. Trên thực tế, tất cả mọi người đang đợi La thành chủ giải thích. Trước cửa thành, La Phong quay đầu, ánh mắt quét qua, lạnh nhạt nói, các ngươi muốn nghe cái gì? Thanh âm rất bình tĩnh, giống như nước chảy chảy qua. Có thể giờ phút này, Trước cửa thành đám võ giả đều có loại không rét mà rung cảm giác, toàn thân không tự chủ được rung lên. Không dám đụng vào la phong ánh mắt. Các ngươi, muốn nghe cái gì? Tuyết nữ bảo tàng bí mật. Tất cả mọi người nghĩ. Thế nhưng là, La Phong dựa vào cái gì muốn thông báo cho bọn hắn. Tuyết lớn đầy trời, dần dần che đậy kín trên mặt tuyết cái kia chính bộ thi thể. Chính người kia, đều là hoàng bản 100 vị trí đầu siêu cấp cường giả, tại tiên hoàng vực có thể tung hoành một phương. Thế mà, giờ phút này đều trở thành tuyết dạ thành cửa bắt trước phân bón. Ai dám gọi lại La Phong? Người nào, dám ép hắn nói ra tuyết nữ bảo tàng bí mật? Có lẽ có, nhưng là, tuyệt đối không ở nơi này. Cửa bắt trước, thoáng cái đều trầm mặt. Bên tai truyền đến tiếng gió vung vút. La Phong ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, khóe miệng nhẹ nhàng địa dương lên, không nói gì nữa, quay người vào thành. Sau đó, và các vô sĩ mấy người cũng đều đi vào tuyết giả thành Đông đảo võ giả như trút được gánh nặng giống như Thở phào một hơi Trong lúc vô tình Sau lưng đều đã ướt đẫm Vừa mới La Phong quay đầu cái kia thoáng nhìn Cho bọn hắn một cổ cực lớn tâm lý áp lực Tuyết già thành chủ Không thể tùy tiện đắc tội Phủ thành chủ La Phong ngồi tại thủ tịch Còn lại người cũng đều ào ào ngồi xuống Bắt đầu từ hôm nay Tuyết giả thành muốn đi vào tình trạng giới bị la phong gọn gàng địa phương mở miệng mười thành liên minh vốn trong bóng tối truy sát cùng nắm trong tay tuyết thị nhất tộc bây giờ tuyết thị đã trở lại tuyết dạ thành bọn họ hy vọng sụp đổ nhất định sẽ lấy hành động cưỡng ép tiếng công tuyết dạ thành lấy chu tước thành cầm đầu mười thành liên minh thực lực quá cường đại dịp cổ vân vẻ mặt nghiêm túc chậm chậm vừa nói đạo toàn bộ tiên hoàng vực trừ chính đại thánh địa bên ngoài chỉ sợ không có bao nhiêu thế lực có thể chống lại cái này mười thành liên minh Chính đại cường giả hết thảy bị trảm. Mười thành liên minh tự nhiên càng thêm không biết từ bỏ ý đồ. Lam Thiên Tà đứng lên. Việc này không nên chậm trễ. Hào hành. Ngươi lập tức lên đường. Trở về Lam Thiên Thành. Triệu tập quân đội. Lao tới tuyết giả thành. Ta minh bạch. Lam Hào hành đứng lên. La phong hướng về Lam Hào hành vừa chấp tay. Vất vả ngươi. Cửu cửu. Lam Hào hành cười ha ha một tiếng. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Nói. Lam Hạo Hành trực tiếp quả quyết quay người mà đi. Ta đã truyền tin nhà ta lão tiêu. Đường Tử Vân mỉm cười nói, sự kiện này, thiếu không ta ngọa Long Giang tiêu thị thiên Long quân đoàn. La Phong trịnh trọng gật đầu. Chuyện rất quan trọng, La Phong tự nhiên cũng không già mồm. Vẹn vẹn bằng vào tuyết giả dạ thành lực lượng, không có khả năng cùng 10 thành liên minh trăm vạn đại quân chống lại. Cho dù là tăng thêm Lam Thiên Thành cùng ngọa Long Giang tiêu thị viện quân, tại binh lực thượng đều như cũ kém xa tiếp tấp mười thành liên minh. Có một người, nếu như hắn tự mình xuất quân đến đây, chúng ta chỉ sợ rất khó giữ vững tuyết dạ thành. Phong Tam Nương thần sắc trang trọng địa mở miệng. Chu Tước thành chủ, Mộ Dung Vân Thương, cung lão tiên sinh tiếp lời nói ra. Tại chỗ mấy người đồng tử đều là cũng không khỏi đến co rụt lại. Cái tên này, như sắm bên tai. Hoàn bản mười vị trí đầu tồn tại. Mộ Dung Vân Thương thực lực, có lẽ đủ để sánh ngang cái kia tuyết hùng nhất tộc người trong coi. Gia các vô sĩ ánh mắt không khỏi nhìn về phía La Phong. Vừa nói xong, còn lại người cũng đều mãnh liệt mà nhìn xem La Phong. Đầu kia tuyết hùng, chính là bị La Phong chỗ trảm. La Phong trong tay, một kiện cực phẩm bảo khí. Chúng sinh tháp. Đây là duy nhất có thể đối phó mộ dung vân thương ác chủ bài. Chu tước thành chủ mộ dung vân thương, độ kiếp cảnh thất trọng đỉnh phong, hoàn bản bài danh thứ 8. Gia các vô sĩ trầm giọng địa mở miệng, ánh mắt mang theo thăm dò mà nhìn xem La Phong. La Phong mi đầu nhẹ nhàng địa vặn một cái. Cái tiểu động tác này, để tại chỗ mấy cái trong lòng người không khỏi một đăng. Đối phó tuyết hùng nhất tộc người trong coi thời điểm, chúng sinh tháp đã xuất hiện vết trách, không biết còn có thể phát huy ra nhiều ít uy lực. La Phong hít sâu một hơi, có điều, ta tin tưởng, muốn đối phó cái kia mộ dung vân thương, nhất định không có vấn đề. Mọi người gật gật đầu. La Phong thần sắc có chút than tiếc, đáng tiếc, ba vị tiền bối tuy nhiên có thể luyện chế ra bảo khí, lại không cách nào chữa trị chúng sinh tháp. Nghe vậy, thiên văn thiết tam giác ba người không khỏi nhìn nhau. Bất đắc dĩ cười khổ. Bọn họ tuy nhiên có thể luyện chế bảo khí, thế nhưng là, đều là cấp thấp nhất bảo khí. Chúng sinh tháp cấp bậc như vậy, bọn họ còn không cách nào hiểu thấu đáo. Có điều, các ngươi yên tâm, chỉ cần cái kia mộ dung vân thương hiện thân, ta có nắm chắc đem hắn cầm xuống, còn lại, thì dựa vào các ngươi. La Phong trầm giọng mở miệng, ngẩng đầu nhìn về phía dịp cổ vân, dịp tướng quân, tuyết dạ thành binh lực, ngươi quen thuộc nhất, từ hôm nay trở đi, tuyết dạ thành phòng ngự, liền giao cho ngươi. Dịp cổ vân trịnh trọng gật đầu. Trong tay chúng ta có tiên thiên linh bảo, có thể nắm chặt thời gian, luyện chế nhiều ra một số bảo khí. Phong Tam Nương mở miệng, ngay sau đó thúc giục cung lão tiên sinh cùng gia các vô sĩ rời đi rất nhanh tất cả mọi người mỗi người rời đi trong đại sảnh chỉ còn lại có la phong một người la phong khuôn mặt nhẹ nhõm thần sắc từ từ ngưng kết thần sắc càng địa ngưng trọng có lẽ là quá mức nhập thần liền tiến bước chân tới gần cũng không có phát giác uống chén trà đi một thanh âm nhẹ nhàng vang lên đem la phong bừng tỉnh la phong ngẩng đầu tuyết doanh doanh bưng tới một bình trà ngã xuống một chén, hai tay nhẹ nắm, đưa cho La Phong. La Phong sau khi nhận lấy, Tuyết Doanh Doanh nhấp nhẹ môi đỏ, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhìn được mở miệng, thật xin lỗi. La Phong khẽ giật mình, chợt mỉm cười, đã ta đem Tuyết thị theo cổ thành tiếp hồi Tuyết Dạ thành, như vậy, ta liền có cái này chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là, thì ngay cả chúng ta Tuyết thị cũng không biết Tuyết nữ bảo tàng đến tột cùng ở nơi nào. Tuyết Doanh Doanh đắng chắc nói, thế mà Bên ngoài bây giờ đều đã truyền ra Tuyết nữ bảo tàng Rơi vào trong tay ngươi Thậm chí còn có người nói Ngươi chỗ lấy có một thân thần kỳ biểu hiện Cũng là bởi vì được đến tuyết nữ bảo tàng Đã là lời đồn Cần gì phải để ý đây La Phong nói ra Mười thành đại quân chắc hẳn đã tập kết Chúng ta tuyết dạ thành có thể hay không vượt qua cửa ải khó khăn này Vẫn là không thể biết được Hắn sự tình Tạm thời không nghĩ quá nhiều Tuyết doanh doanh nhẹ nhàng gật đầu con ngươi lướt qua một trận kiên định, một khi mười thành đại quân vây quanh tuyết dạ thành, ta tuyết thị tộc nhân, nhất định xông vào trước nhất, không tiếc tự chiến. La Phong nhìn một chút tuyết doanh doanh, tuyệt mỹ chết mặt, làm cho người không tự chủ được nhịp tim đập tăng lên vài cái. Nghiêm túc nữ hài cũng rất mỹ. La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt bình tĩnh mở miệng, mười thành đại quân muốn hủy diệt tuyết dạ thành, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Đừng quên, tuyết dạ thành, trăm ngàn năm qua, tranh đấu không thôi. Tuyết giả dạ thành đại quân tướng sĩ nhóm, đều là thân kinh bách chiến thế hệ, trừ cái đó ra, còn có Lam Thiên Thành cùng Ngoạ Long Giang tiêu thị trợ giúp, càng trọng yếu một chút, còn có ta cái này anh Minh Thần Võ Thành chủ đại nhân tọa trấn, ngươi yên tâm, tuyết giả dạ thành trời, sập không xuống. Tuyết doanh doanh không khỏi suy địa cười một tiếng, trắng liếc một chút la phong, ngươi cái này người, đến lúc nào rồi, còn có tâm tư nói đùa. Mười thành đại quân cũng sẽ không giống yêu thú vây thành như thế, chỉ bằng ngươi mấy câu thì lui binh, ngươi có thể tuyệt đối không nên si tâm vọng tưởng. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Yêu thú vây thành. Ngày đó, tại tuyết hùng nhất tộc người trong coi ra lệnh một tiếng, tuyết nữ phong yêu thú chen chúc mà ra, ngàn vạn, lít nha lít nhít, vây quanh tuyết dạ thành bốn phía cửa lớn. Một khắc này, trực tiếp khiến tuyết dạ thành rơi vào hắc ám, vô tận trong khủng hoảng. Yêu thú vây thành thanh thế, tuyệt đối khủng bố. Đây là một cổ làm cho người cảm thấy hoảng sợ lực lượng. Nếu là có thể để tuyết nữ phong yêu thú đại quân, trợ giúp tuyết dạ thành, trở thành tuyết dạ thành bí mật vũ khí. La Phong ánh mắt không khỏi trải qua một trận quan mang. Vậy tuyệt đối có thể đưa cho mười thành liên quân một cái to lớn, kinh hỷ. La Phong trong tay xuất ra tuyết nữ phong thần tâm tuyết doanh doanh lập tức minh bạch la phong ý tứ con ngươi đầu tiên là sáng lên chợt lại ảm đạm xuống lắc đầu rất khó trận chiến ngày đó yêu thú đại quân rời đi là bởi vì trên người ngươi mang theo tuyết nữ phong thần tâm thế nhưng là ngươi cuối cùng không có hoàn toàn đem tuyết nữ phong thần tâm dung hợp tuyết nữ phong yêu thú không có khả năng nghe ngươi hiệu lệnh đi cùng mười thành liên quân nhất chiến la phong suy tư một trận cũng là khẽ thở dài một cái đáng tiếc cái này đáng chết thần tâm, hiện giai đoạn căn bản là không có cách dung hợp. La Phong chỉ có thể từ bỏ để Tuyết nữ Phong yêu thú đại quân trợ trận suy nghĩ. Hết thảy, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình. Người đi về nghỉ ngơi trước đi." La Phong nói ra, ngay sau đó đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, đứng lên cất bước đi ra đại sảnh. Tuyết Doanh Doanh nhìn chăm chú lên La Phong bóng lưng, khẽ mím môi đỏ lấy. Mưa gió muốn tới. Mười thành liên minh trăm vạn đại quân nàng có thể cảm thụ được nam nhân này trên thân thừa nhận nặng bao nhiêu trọng trách thế nhưng là từ trên mặt hắn không chút nào nhìn không thấy nửa điểm lo lắng hắn nội tâm sau bất luận kẻ nào đều cường đại hơn phủ thành chủ hoa viên la phong bước nhẹ tới nghe lấy tuyết lạc đính vào trên mặt cánh hoa thanh âm ca đột nhiên một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên la phong quay đầu lại có chút ngoài ý muốn, tiểu vũ, có chuyện gì sao? Mấy ngày qua, Giang Tinh Vũ mỗi ngày đều trong phòng khổ khổ nghiên cứu lĩnh vực, thậm chí ngay cả ăn cơm cũng là qua loa ăn mấy ngụm, liền tiếp tục nghiên cứu. Theo biết được Giang Tinh thần tinh chết bắt đầu từ ngày đó, La Phong cơ hồ chưa từng gặp qua, Giang Tinh Vũ trên mặt mang ý cười. Nhưng bây giờ, Giang Tinh Vũ có chút kích động, hưng phấn. Nàng dương dương quả đắm mình, chạy chậm đến đi vào La Phong trước mặt, suy nghĩ một chút, từ trong túi xuất ra bộ phận tinh thạch, nghiêm túc không gì sánh được, một khỏa một khỏa bày tại trên mặt tuyết. La Phong nhìn ra, tiểu vũ đang bố trí lĩnh vực trận pháp. Đây là cơ sở nhất xếp thành một hàng dài. La Phong khuôn mặt mỉm cười mà nhìn xem Giang Tinh Vũ. Giang Tinh Vũ giờ phút này thần sắc phá lệ nghiêm túc, mỗi một khối tinh thạch rơi xuống, đều cẩn thận. Xếp thành một hàng dài, mở. Giang Tinh Vũ thanh âm rơi xuống, lĩnh vực khởi động. Hào quang ống ánh trong nháy mắt đem La Phong cùng Giang Tinh Vũ bao vây lại. Ca, ngươi nhìn, tiểu vũ thành công. Giang Tinh Vũ nhảy cẩn, vô cùng kích động. La Phong cảm thụ một chút Giang Tinh Vũ bố trí xếp thành một hàng dài, khuôn mặt toát ra nụ cười, tiểu vũ thật giỏi. La Phong là thật lòng địa tán thưởng Giang Tinh Vũ. Nàng vốn là một cái bình thường tiểu nữ hài, nhưng bởi vì gánh vác lấy ca ca không có hoàn thành mộng tưởng, không chút do dự đạp vào con đường này. Nàng cũng không có gì hơn người thiên phú, nương tựa theo là mình nỗ lực, khắc khổ học tập. Rốt cục thành công bố trí ra sân vực trận pháp. Giang Tinh Vũ khuôn mặt tỏa ra lấy lúng đồng tiền. Cười cười, khóe mắt liền trượt xuống nước mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Ca, ngươi thấy sao?" Tiểu Vũ bố trí ra sân vực trận pháp, từ hôm nay trở đi, tiểu Vũ cũng coi là một người tu hành. Giang tinh vũ quỳ gối trên mặt tuyết. La Phong im lặng. Hắn không biết muốn an ủi ra sao Giang tinh vũ. Tại Giang tinh vũ trên con đường tu hành, hắn đem về dùng tận chính mình toàn lực, đi bảo hộ nạn trưởng thành. Ca ca ngươi nhất định có thể nhìn đến. La Phong mỉm cười địa đỡ dậy Giang tinh vũ, tiểu vũ, mang theo ca ca ngươi mộng tưởng, hảo hảo mà sống sót, ca ngươi cũng hy vọng ngươi thật vui vẻ, biết không? Giang tinh vũ một vệt khóe mắt nước mắt, dùng lực gật đầu một cái. Đến, ta theo ngươi nói một chút, ngươi bố trí cái này xếp thành một hàng dài chỗ thiếu sót. La Phong mở miệng, chỉ đạo Giang Tinh Vũ. Giang Tinh Vũ nghe được hết sức chăm chú. Trong nội tâm nàng, vững vàng nhớ kỹ La Phong nói tới mỗi một câu. Một phút sau, Giang Tinh Vũ cùng một chỗ khởi động xếp thành một hàng dài, một đạo bạch quan xuất hiện, hướng về hoa viên phía trước bay đi, quanh một tiếng, một đoạn thân cây ngăn lại. Giang tinh vũ ánh mắt phát sáng. Đi qua La Phong chỉ điểm về sau, nàng bố trí xếp thành một hàng dài, quy lực rõ ràng mà tăng lên. Đa tạ ca. Giang tinh vũ kích động, nhìn lấy La Phong, ngay sau đó vẻ mặt thành thật nói ra, ca, ngươi dự định đem tiểu vũ sắp xếp cái nào một đội ngũ. La Phong sửng sốt, không hiểu nhìn lấy Giang tinh vũ. Tiểu vũ đã là một người tu hành, mà lại, ta còn nghe nói, có 10 thành liên quân sắp xảy ra, Vây công tuyết dạ thành. Tiểu vũ cũng muốn tham dự thủ hộ tuyết dạ thành chiến đấu. Giang tinh vũ siết thật chặt quyền đầu, thần sắc nghiêm túc không gì sánh được. La phong nhìn lấy giang tinh vũ, không khỏi cười rộ lên. Giang tinh vũ nhìn không được dậm chân, ca, tiểu vũ là nghiêm túc. Tiểu vũ. La phong lôi kéo giang tinh vũ tay, đồng dạng nghiêm túc nói ra, chỉ cần có ca tại địa phương, ngươi cần làm sự tình, cũng là vui vẻ. Vô cùng lớn sự tình có ca ca tại. Chỉ là 10 thành liên quân, ca ca căn bản không đem bọn hắn để vào trong mắt. Thật sao? Giang tinh vũ giật mình, tiểu vũ nghe nói, 10 thành liên quân, chừng một triệu. La Phong. Hắn rất muốn biết, đến cùng là ai đem những tin tức này nói cho Giang tinh vũ. Chỉ là trăm vạn đại quân, dao động không tuyết dạ thành căn cơ. La Phong mặt không đổi sắc lôi kéo Giang tinh vũ tay, ca ca thiên hạ vô địch. Giang tinh vũ con người tách ra hào quang ống ánh, kích động gật đầu. Nàng nói với La Phong lời nói, tin tưởng không nghi ngờ. La Phong hống liên tục mang lừa gạt, rốt cục để Giang tinh vũ yên tâm rời đi. Thành công bố trí ra sân vực về sau, Giang tinh vũ tâm tình so với trước mấy ngày, vui vẻ rất nhiều. Giang tinh vũ rời đi về sau, La Phong thu hồi ánh mắt, lại không khỏi khẽ thở dài một cái. Mười thành liên minh, trăm vạn đại quân. Như thế quy mô, đủ để rung động tiên hoàng vực chính đại thánh địa bên ngoài bất luận cái gì một chỗ thế lực. Tuyết giả dạ thành đến tột cùng có thể hay không bình an vượt qua một kiếp này, vẫn là không thể biết được. Chúng sinh tháp, đến tột cùng còn có thể dùng bao lâu? La Phong lật tay lại, chúng sinh tháp chậm chậm ẩn hiện ra, cái kia một đầu vết trách, phá lệ rõ ràng. Hoàng bản thứ 8, Mộ Dung Vân Thương Phong Tam Nương tự nhận không phải đối thủ của hắn, muốn đánh bại Mộ Dung Vân Thương, chỉ có thể cậy vào chúng sinh tháp thế mà cũng không có ai biết giờ phút này La Phong chánh thức lo lắng cũng không phải là mười thành liên minh trăm vạn đại quân thiên kiêu đài chiến đấu bày xuống đến bây giờ không có một cái nào chính đại thánh địa thiên kiêu xuất hiện La Phong tự nói sự tình ra khác thường tất có yêu có lẽ cái gọi là mười thành liên minh trăm vạn đại quân bên trong còn sẽ có chính đại thánh địa cái bóng tuyết lớn càng gấp rút bao trùm tuyết giả dạ thành đây là một tòa ngàn năm không thay đổi tuyết thành la phong đứng tại đống băng bạc bên cạnh cây nhìn qua phía trước trong khoảng thời gian này đến nay phát sinh sự tình đã từ từ vượt qua hắn trong khống chế hắn một mình đi vào tuyết dạ thành vốn là vì lịch luyện mà đến mượn dụng gian tinh thần thân phận tránh né cửu thiên tiên cung sát lệnh thế mà lại không nghĩ đến bây giờ đã nhảy lên trở thành tuyết dạ thành chi chủ toàn bộ tuyết giả dạ thành sinh tử tồn vong đều đã giao phó tại hắn trên thân. Hắn mỗi một cái quyết định biện pháp đều cực kỳ trọng yếu. Theo La Phong, mười thành liên quân, trăm vạn đại quân còn không bằng một cái cửu thiên tiên cung uy hiếp lớn. Thế mà, cửu thiên tiên cung, chính đại thánh địa, đến bây giờ đều không có bất cứ động tĩnh gì, điểm này lớn nhất khiến La Phong lo lắng. La Phong không khỏi hít sâu một hơi. Thân thể dần dần biến mất tại tuyết màn bên trong. Ngày thứ hai, tuyết già dạ thành tiến vào toàn diện chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tuyết giả dạ thành đại quân tụ họp lại, trấn thủ bốn môn. Vô số thám tử rời đi tuyết giả dạ thành, nghe ngóng mười thành đại quân tin tức. Tuyết giả dạ thành, lại lần nữa trong một đêm, rơi vào gấp nguy bên trong. Thế mà, khác biệt trước một lần yêu thú vây thành, lần này, tại dịp cổ vân thống soái chỉ huy dưới, tuyết giả dạ thành đại quân, đâu vào đấy. Tuyết giả dạ thành phổ thông người dân cũng không có quá nhiều bối rối. Dù sao, lần này đối mặt địch nhân, như yêu thú không giống nhau. Cửa bắc trên tường thành, La Phong đứng chắp tay, nhìn về phương xa. Từng cái tin tức truyền về. Mười thành đại quân, đã bắt đầu tập kết, trong vòng mười ngày, hãm thành. Mười ngày. La Phong quay đầu lại, nhìn về phía mọi người, chư vị, đều chuẩn bị tốt sao. Và các vô sĩ cười ha ha một tiếng, thiếu chủ, chúng ta hạ tổ cung, tuyệt đối không phải dễ khi dễ như vậy mười thành liên minh trăm vạn đại quân dịp cổ vân trong lòng tuy nhiên có không ít áp lực có thể giờ phút này ánh mắt cũng đồng thời bắn ra vô cùng chiến ý một trận chiến này nếu là đánh thắng tiên hoàng vực trừ chính đại thánh địa không người dám lại gây tuyết dạ thành một bên một loạt tiếng bước chân âm truyền đến la phong nhìn sang người đến đúng là tuyết thị nhị lão bọn người tại tuyết doanh doanh cùng đi tuyết thị nhị lão đi đến la phong trước mặt thành chủ đại nhân. Đại trưởng lão thần sắc trang trọng, tuyết thị tộc người đã toàn bộ tiến vào tuyết dạ thành, tùy thời chờ mệnh lệnh. Tuyết thị tộc nhân, nhưng làm tiên phong. Ánh mắt mọi người đều nhìn về tuyết thị nhị lão. Tuyết thị nhất tộc, ngàn năm trước, cũng là tòa thành này chủ nhân. Thế mà, một đêm chợt biến, đêm tuyết trời sập, cảnh con người mất. Làm tuyết thị nhất tộc hậu nhân lúc xuất hiện lần nữa đợi, không ít người cũng nhịn không được thổn thức. Dịp cổ vân không khỏi nhìn nhiều tuyết thị nhị lão liếc một chút Danh kiếm tông tài tuyết dạ thành cuộc khởi Đối với tuyết nữ phái tuyết thị nhất tộc rất nhiều truyền thuyết Hắn đều có nghe nói Bất quá, hắn cũng cảm thụ được Tuyết thị nhất tộc là trung tâm thần phục hiện nay tuyết dạ thành chủ Đại trưởng lão, nhị trưởng lão La phong trầm ngâm biết Xoay mặt hướng dịp cổ vân nói ra Tuyết thị tộc nhân an bài thì giao cho dịp tướng quân Dịp cổ vân hai tay ôm quyền trịnh trọng gật đầu. Nơi xa, trên trời cao, một cái bóng từ trên trời giáng xuống. Tiểu Bạch Long ngao cừu. Lấy ngao cừu tốc độ cùng thiên phú, tự nhiên thành điều tra địch tình nhân tuyển tốt nhất. Đại ca. Ngao cừu nói ra, chu tước thành xuất động 100.000 chu tước quân đoàn tinh nhuệ, đã hướng về gần nhất lưu ly tông khép lại, chu tước quân đoàn, từ chu tước thành thành chủ, tự mình xuất lĩnh. Trong lòng mọi người trực tiếp trầm xuống. Lo lắng nhất vẫn là tới. Chu Tước Thành Chủ, Mộ Dung Vân Thương, Hoàng Bản Thứ Tám, Độ Kiếp Cảnh Thất Trọng Đỉnh Phong. Một trăm ngàn Chu Tước quân đoàn xuất động, lấy Thành Chủ làm thống soái. Cái này mang ý nghĩa, mười thành liên minh, muốn cùng tuyết dạ thành, nhất quyết tử chiến. Mà lại, Chu Tước Thành Chủ còn đối ngoại tuyên bố, mười thành đại quân, chính là chính nghĩa chi sư. Hắn liệt kê tuyết dạ thành mười hạng tội danh, mười thành đại quân, lấy chính nghĩa tên, liên hợp lại, chung phạt tuyết già thành chính nghĩa chi sư mười hạng tội danh quả thực vô liêm sĩ tuyết doanh doanh lạnh lùng nói mười thành liên minh đã sớm tồn tại ngàn năm ngày xưa tuyết nữ phái chính là hủy diệt tại cái này mười thành liên minh gót sắt phía dưới hiện tại bọn họ lại còn tạo ra ra giả dối không có thật tội danh lấy tên này nghĩa liên hợp lại đối phó tuyết già thành nghe vậy dịp cổ vân các loại trong lòng người không khỏi rung nhẹ Liên quan tới tuyết thị nhất tộc, bọn họ giải cũng không nhiều. Ngày xưa tuyết nữ phái, quỷ dị diệt vong. Nguyên lai, đúng là bị hủy bởi cái này mười thành liên minh trong tay. Trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống. Ngày xưa tuyết nữ phái, cường thịnh nhất thời, cuối cùng cũng khó thoát hủy diệt. Hôm nay tuyết giả dạ thành, có thể trốn qua hạo kiếp sao? Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía một người. Truyền kỳ thiên kiêu. Tuy là độ kiếp cảnh nhất trọng thế nhưng là toàn bộ tuyết dạ thành an nguy đều thắt tại hắn trên thân hắn mới là tuyết dạ thành linh hồn một nhóm người này đứng chung một chỗ đều là bởi vì la phong la phong khuôn mặt bình tĩnh đã như vậy chúng ta tuyết dạ thành chuẩn bị nên chiến đi mưa gió muốn tới toàn bộ tuyết dạ thành tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái thiên hạ chú mục vô số đạo ánh mắt đều tìm đến phía tiên hoàng vực phương nam tuyết dạ thành mười thành liên minh trăm vạn đại quân tiên hoàng vực bao lâu không có bạo phát qua lớn như thế quy mô chiến tranh nghe đồn vạn kiếm vực chiến tranh ngay từ đầu cũng là mấy cái tòa thành trì ở giữa tranh đấu cuối cùng bao phủ toàn bộ vạn kiếm vực không biết trận chiến này đối tiên hoàng vực bố cục hồi sinh ra ảnh hưởng gì làm thiên thành cùng ngoạ long giang tiêu thị đều đã công khai chống đỡ tuyết dạ thành một trận chiến này mười thành đối ba thành chợt nhìn binh lực cách xa thế nhưng là tại sao ta cảm giác tuyết dạ thành chưa chắc sẽ thua ha ha liền chu tước thành chủ mộ dung vân thương đều đã tự mình xuất chinh một trận chiến này còn có lo lắng sao đại chiến chưa lên khói lửa tràn ngập toàn bộ tiên hoàng vực ánh mắt đều tụ tập ở một chỗ không có người lại đi chú ý thiên kiêu đài chiến đấu trận chiến này tuyết dạ thành bại một lần thiên kiêu đài chiến đấu tự nhiên cũng không có chút ý nghĩa nào mấy ngày nay thua với la phong người cũng thật là xui xẻo. Có võ giả cảm thán, bọn họ thế nhưng là ưng thuận hứa hẹn, tại tuyết giả thành nguy nan thời điểm, vì tuyết giả thành xuất thủ một lần. Lần này tuyết giả thành hào kiếp, bọn họ có đầu rút cổ lên cũng liền thôi, nếu như xuất thủ, cửu tử nhất sinh. Liên tiếp mấy ngày, tuyết giả thành nội, ngoài đến võ giả đều sớm rời đi, xa xa trốn chạy, sợ lọt vào trận này hào kiếp tác động đến. Mọi người mỗi người bận rộn, vì sắp đến trận này đại chiến chuẩn bị La Phong đâu Lam Thiên tạ đi vào phủ thành chủ Muốn tìm La Phong Thế mà trong phủ thành chủ Căn bản không thấy La Phong bóng dáng La Phong lại một lần nữa mất tích Rất nhanh Tất cả mọi người tập hợp Cơ hội đem tuyết dạ thành tìm khắp Không thấy La Phong bóng dáng Có lẽ hắn tiến vào tuyết nữ Phong Tuyết Doanh Doanh Mi đầu nhẹ trao lại Suy đoán nói ra Lam Thiên Tà chậm rãi gật đầu, La Phong làm việc, hội có chừng mực. Lam Thiên Tà ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Cổ Vân, Diệp tướng quân vừa vừa nhận được tin tức, ta Lam Thiên Thành Lam kiếm quân đoàn đã đến cửa bắc trước ngoài trăm dặm. Lam kiếm quân đoàn dẫn đầu đến. Lam Thiên Tà một câu, để mọi người tại đây tinh thần không khỏi chấn động. Được. Diệp Cổ Vân chấn thanh mở miệng, chúng ta cùng nhau đến cửa bắc đi, nghênh đón Lam kiếm quân đoàn tướng sĩ. Một đoàn người cất bước đi hướng cửa bắc. Đi ra khỏi cửa thành trước vài trăm mét, nghênh phong mà đứng, yên lặng chờ Lam Thiên Thành Lam kiếm quân đoàn đến. Một trăm dặm, đối với Lam kiếm quân đoàn tinh nhuệ mà nói, không cần bao lâu thời gian liền có thể đến. Cũng không lâu lắm, đột nhiên, mặt đất truyền đến một trận ầm ầm chấn động thanh âm. Mọi người ào ào ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước, cờ xí phấn khởi. Lam kiếm cờ xí, khí thế sắc bén. Người cầm đầu chính là Lam Hạo hành huynh đệ ba người. Lam Hạo nhiên thần sắc có chút phức tạp. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đối cô muội muội này nhi tử vô cùng bại xích. Lam Hạo nhiên có nằm mơ cũng chẳng ngờ, La Phong lại có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đi đến hôm nay một bước này. Phụ thân. Lam Hạo hành một nhảy xuống ngựa, trầm giọng mở miệng, làm kiếm quân đoàn 200.000 tinh nhuệ đã đến. Lời nói rơi xuống, Diệp cổ vân bọn người không khỏi hít vào một hơi. Hai trăm ngàn lam kiếm quân. Lam thiên tà đây là đem trọn cái lam thiên tà lực lượng đều đã triệu tập tới. Được ăn cả ngã về không? Toàn lực trợ giúp tuyết giả dạ thành. Diệp cổ vân không khỏi nhìn về phía lam thiên tà. Lam thiên thành lực lượng dốc toàn bộ lực lượng. Thế mà, bây giờ đồng nam yêu tộc liên minh tuy nhiên trên danh nghĩa rút đi. Người nào có thể xác định, yêu tộc liên minh, không biết thừa cơ hội này, thừa lúc vắng mà vào quấy rối đông nam lam thiên tà cười ha ha một tiếng các ngươi đừng quên la phong là ta thân cháu ngoại ta cái này làm ông ngoại đương nhiên muốn toàn lực trợ giúp hai trăm ngàn lam kiếm quân đoàn dịp cổ vân trong lòng không khỏi kích động lên cổ lực lượng này thậm chí đã vượt qua bây giờ tuyết dạ thành tất cả lực lượng tuyết dạ thành đại quân lấy danh kiếm tông đệ tử làm trung tâm chỉnh hợp các môn các phái võ giả tạo thành bây giờ tuyết dạ quân đoàn Tuyết giả dạ quân đoàn tướng sĩ Chỉ có mười mấy vạn Cái này hai trăm ngàn làm kiếm quân đoàn tinh nhuệ Đối với tuyết giả dạ thành mà nói Thực sự quá trọng yếu Đầy trời bay tán loạn bạch tuyết Hai trăm ngàn làm kiếm quân đoàn đến Càng thêm làm cho người cảm nhận được Một cổ mưa gió muốn tới cảm giác Một trận khoáng thế đại chiến Sắp bạo phát Ngày thứ sáu Mạng đêm buông xuống Tuyết giả dạ thành, phủ thành chủ Dịp cổ vân bọn người chính tụ tại cùng một chỗ, thương thảo một trận chiến này chiến thuật bố trí các loại vấn đề. Làm kiếm quân đoàn 200.000 tinh nhuệ. Dựa theo đường tử vân lộ ra, ngọa long giang tiêu thị, để cho tộc trưởng tiêu phong giả dạ tự mình xuất lĩnh 150.000 thiên long quân đoàn, ngày mai liền có thể đến tuyết dạ thành. Làm kiếm quân đoàn, thiên long quân đoàn cùng tuyết dạ quân đoàn. Dịp cổ vân thần sắc trịnh trọng, trầm giọng nói ra, tổng cộng có thể đạt tới 500.000 số lượng. Tam quân liên hợp, đối hám 10 thành liên minh trăm vạn đại quân. Tại binh lực thượng, chỉ có đối phương một nửa. Một trận chiến này, bất luận theo thanh thế hoặc là lực lượng phía trên, tuyết dạ thành một phương, đều ở thế yếu. Nhiều nhất còn có ba ngày. Tiểu Bạch Long Ngao Cựu nói ra, căn cứ ta quan sát, 10 thành liên minh trăm vạn đại quân hành quân tốc độ, ba ngày sau đó, liền sẽ hãm thành. Đại chiến, càng tới gần, Tất cả mọi người cảm nhận được một cổ không hiểu áp lực. Lần này muốn đối mặt địch nhân, cực kỳ mạnh mẽ. Trăm vạn đại quân mang đến uy thế, càng là chưa từng có cường đại. Rốt cục muốn tới. Và các vô sĩ ánh mắt lấp lóe qua sắc bén chiến ý. Là phong tiểu tử kia, vậy mà không nói một tiếng mất tích vài ngày. Làm thiên tài nhìn không được mở miệng, tuyết thị nha đầu kia đều tiến vào tuyết nữ phong đi tìm hắn. Cung lão tiên sinh cười cười, nói không chừng, La Phong trở về ngày, lại hội cho chúng ta mang đến kinh hỷ đây. Một loạt tiếng bước chân âm truyền đến. Diệp Tinh Hà cất bước đi vào, trầm giọng nói, phủ thành chủ bên ngoài, có người cầu kiến. Nghe vậy, mọi người không khỏi khẽ giật mình, nhìn nhau. Đại chiến sắp bạo phát. Tuyết dạ thành bên trong, trừ ba đại quân đoàn tướng sĩ, cũng là phổ thông dân chúng tầm thường. Cái này thời điểm, hội có người nào đến đây? Người đến có hay không tự báo danh? Diệp Cổ Vân trầm giọng hỏi. Ha ha ha. Lúc này, bên ngoài lại trực tiếp vang lên một trận tiếng cười to âm, vô ưu tôn giả, không mời mà tới, chư vị xin đừng trách. Lời nói rơi xuống, một bóng người đã giống như trống rỗng xuất hiện giống như, đứng trong đại sảnh vang xin. Tóc bạc khăn choàng, khuôn mặt có mấy phần yêu dị, treo nhấp nhô mỉm cười, hai mắt sáng ngời có thần, trên thân tràn ngập ra khí tức, khiến cho mọi người đều cảm nhận được một cổ cường đại áp bách chi lực tại chỗ mấy cái trong lòng người không khỏi mãnh liệt đại chấn. Vô ưu tôn giả. Bốn chữ này, như sấm bên tai. Từng tia ánh mắt chăm chú khóa chặt vô ưu tôn giả. Hoàng bản thứ năm, vô ưu tôn giả. Phong tam nương ánh mắt mang theo thật không thể tin, đôi mắt không khỏi tỉnh lớn vài phần. Tất cả mọi người đều thất kinh. Trong đầu vô ý thức hiện lên liên quan tới vô ưu tôn giả tư liệu. Tại hoàng bản mười cường giả đứng đầu bên trong, vô ưu tôn giả, tuyệt đối thuộc về một cái dị loại. Từ tuổi nhỏ cuộc khởi, vô ưu tôn giả, không môn không phái, một thân một mình, thế mà, hắn cường đại, không thể nghi ngờ. Một đường trưởng thành, bước vào hoàng bản trước năm độ cao. Vô ưu tôn giả xưng hào, là hắn tự phong. Hắn cả đời không lo, cũng phải làm người giải ưu. Chỉ cần cho điều kiện có thể cảm động vô ưu tôn giả, vô ưu tôn giả liền sẽ vì giải ưu. Tiên hoàng vực bên trong, không ít người đối vô ưu tôn giả cảm giác, vừa chính vừa tà, vừa yêu vừa hận. Thế nhưng là, không có người thực sự tiếp xúc qua vô ưu tôn giả, gặp qua người khác, cùng hắn quan hệ, chỉ có giao dịch. Vô ưu tôn giả xuất hiện tại tuyết giả thành, vì cái gì? Lúc này, vô ưu tôn giả khuôn mặt toát ra nụ cười, chậm rãi nói ra, vô ưu tôn giả, vì thiên hạ giải ưu. Tuyết giả thành khốn cảnh, bản tôn đặt ở trong mắt, cũng có hứng thú, vì tuyết giả thành giải ưu. Vô ưu tôn giả ngữ khí một trận, nhạc vừa nói đạo, một trăm món bảo khí, có thể giết mộ dung vân thương. Vừa nói xong, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Không có người nghĩ đến, ở cái này dưới cục thế, vô ưu tôn giả lại lại đột nhiên xuất hiện, vì tuyết giả thành giải ưu. Một trăm món bảo khí. Lấy tiên hoàng vực bảo khí hiếm có trình độ, đây là một khoảng bàn số lượng lớn. Thế mà, như có thể dùng một trăm món bảo khí, đổi lấy mộ dung vân thương nhất mệnh đối với tuyết già thành mà nói hiển nhiên là một kiện vô cùng lợi hảo giao dịch bảo khí đối với nắm giữ thiên văn thiết tam giác tuyết dạ thành mà nói chỉ cần có đầy đủ thời gian có thể luyện chế ra tới dù sao là phong cho bọn hắn đủ nhiều tiên thiên linh bảo tôn giả và các vô sĩ trầm giọng nói ra một trăm món bảo khí cũng không phải là số lượng nhỏ ta tuyết già thành trong lúc nhất thời cũng cầm không ra trước cho hai mươi kiện, còn lại trong vòng một năm chuẩn bị tốt. vô ưu tôn giả mỉm cười nhìn qua ra các vô sĩ, đây là bản tôn đối thiên văn thiết tam giác tín nhiệm. mấy người nhìn nhau, tiên hoàng vực lưu truyền rất nhiều liên quan tới vô ưu tôn giả sự tích bên trong, thì đề cập đến người này hành sự quái đảng, không bám vào một khuôn mẫu, không theo lẽ thường. bây giờ xem ra quả nhiên danh phó thực. thời gian một nén nhang, các ngươi thật tốt cân nhắc. Vô ưu tôn giả cười sang sảng một tiếng, chắp hai tay sau lưng, đi ra đại sảnh. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tiếng cười xa dần, vô ưu tôn giả bóng người đã rời đi, tàn biến tại ngoài phòng khách. Thời gian một nén nhang. Làm vô ưu tôn giả rời đi về sau, trong đại sảnh mấy người mới tỉnh hồn lại. Luận thực lực, hoàn bản bài danh, vô ưu tôn giả tuyệt đối áp đảo mộ dung vân thương, thế nhưng là, hắn tại sao phải giúp chúng ta? Diệp Tinh Hà cau mày. Hắn không phải vì giúp chúng ta, mà chính là một trăm món bảo khí. Cung lão tiên sinh trầm giọng nói ra, vô ưu tôn giả phong cách hành sự, đã là như thế. Căn bản không ai có thể suy nghĩ đến thấu hắn. Một trăm món bảo khí, chẳng lẽ, vô ưu tôn giả chuẩn bị khai tông lập phái. Phong tam nương đột nhiên thốt ra, vô ưu tôn giả là một tên độc hành người tu hành, lấy hắn thực lực, địa vị, xác thực có tư cách, khai tông lập phái mấy người không khỏi gật đầu nếu như vô ưu tôn giả thật muốn khai tông lập phái như vậy muốn có đại lượng bảo khí cũng có thể thông cảm được có lẽ những năm gần đây vô ưu tôn giả vì thiên hạ người giải ưu đoạt được thù lao tính gộp lại lên chính là vì hắn ngày khai tông lập phái sử dụng nếu thật như thế một trăm món bảo khí đổi lấy mộ dung vân thương nhất mệnh ngược lại cũng đáng được cung lão tiên sinh trầm giọng nói ra dù sao Mộ Dung Vân Thương là mười thành liên minh tuyệt đối lãnh tụ, trăm vạn đại quân, lấy hắn làm thống soái. Giả dụ hắn vừa chết, một trận chiến này, chúng ta thủ thắng cơ hội liền sẽ lớn hơn nhiều. Như vậy, chúng ta liền đáp ứng vô ưu tôn giả. Đường Tử Vân nói ra. Lúc này, phong tam nương bọn người mi đầu không khỏi lại lần nữa nhăn lại. Đối mặt lên. Đừng nói một trăm món bảo khí, liền xem như hai mươi kiện, trong tay chúng ta thoáng cái cũng cầm không ra phong tam nương bất đắc dĩ mở miệng tuyết già dạ thành cửa nam trước trận chiến kia đối phó tuyết hùng nhất tộc người trong coi thời điểm tiêu hao bảo khí thực sự quá nhiều lúc đó tình huống kia thiên văn thiết tam giác căn bản không lo được có giữ lại toàn lực ứng phó lấy bảo khí vì công kích cùng oanh lạm tạc trong đại sảnh mọi người cau mày đại chiến sắp đến trên người bọn họ có lẽ có một hai kiện bảo khí hộ thể nhưng là một khi toàn bộ lấy ra, toàn bộ tuyết dạ thành lực lượng đều sẽ suy yếu. Việc đã đến nước này, không còn cách nào khác. Đường Tử Vân hít sâu một hơi, chúng ta mỗi người tiếp cận một chút, hẳn là có thể đầy đủ kiếm đủ 20 món bảo khí. Mọi người gật gật đầu. Chỉ là 20 món bảo khí, ta tới cấp cho đi. Lúc này, một thanh âm vang lên. Ánh mắt mọi người nhìn sang. Cung lão tiên sinh khẽ giật mình, thiếu chủ nói chuyện là ngao cừu. Bảo khí lời nói, trên người của ta có không ít, hai mươi kiện, không có vấn đề. Ngao cừu cười, cười cười. Nếu như là phong tại chỗ lời nói, không có chút nào hội cảm thấy kỳ quái. Lúc đó hắn thấy tận mắt ngao cừu, bảo tàng. Hai mươi món bảo khí, tương đối ngao cừu, bảo tàng mà nói, xác thực không coi là nhiều. Nói, ngao cừu hành động cũng cấp tốc, trực tiếp xuất ra hai mươi món bảo khí bên trong bộ phận xem ra có chút cũ cũ bất quá cũng không tổn hao gì xấu vẫn thuộc về bảo khí phạm trù sau một lát đại sảnh bên ngoài vô ưu tôn giả bóng người xuất hiện lần nữa xem ra các ngươi đã có quyết định vô ưu tôn giả nhìn một chút trên mặt đất rất nhiều bảo khí nhỏ nhẹ địa cười một tiếng tầm mắt nhẹ hiếp mắt những thứ này bảo khí bên trong một bộ phận xem ra giống như là đào được chi vật chẳng lẽ liền là tới từ truyền thuyết bên trong tuyết nữ bảo tàng. Lời nói rơi xuống, trong đại sảnh mọi người đồng tử không khỏi co rụt lại. Vô ưu tôn giả tiếp theo cười ha ha một tiếng, vung tay lên, đem bảo khí hết thảy đều thu lại, mặc kệ là hay không, đều không có quan hệ gì với bản tôn. Bắt người bảo khí, thay người giải ưu. Ba ngày sau, trên chiến trường, bản tôn nhất định phải đem gỡ xuống mộ dung vân thương đầu người. Vô ưu tôn giả bóng người nhoáng một cái, Tàn biến tại đại sảnh bên ngoài. Lúc này, Ngao Cừu mi đầu không khỏi nhíu một cái, cái này vô ưu tôn giả, tin được không? Vạn nhất hắn cầm 20 món bảo khí trực tiếp rời đi. Đường đường vô ưu tôn giả, đương nhiên sẽ không nói không giữ lời. Gia các vô sĩ trầm giọng nói ra, vô ưu tôn giả, vì thiên hạ giải ưu, còn chưa từng nghe nói qua, hắn hội làm trái lời hứa. Có điều, nếu muốn ở trăm vạn đại quân bên trong, chém giết mộ dung vân thương, cho dù là vô ưu tôn giả xuất thủ, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Phong Tam Nương nói ra, một trận chiến này, tất cả chúng ta đều muốn toàn lực ứng phó. Dịp cổ vân nắm chặt phía dưới quyền đầu, có vô ưu tôn giả tương trợ, chúng ta phần thắng tăng nhiều. Mấy người đều nặng nề mà gật đầu. Đại chiến sắp đến. Không có người có chút thư giãn. Cảnh ban đêm dần dần sâu. Tuyết nữ phong. Giống như thánh nữ trường tồn tại thế gian mênh mông tuyết phong chỗ sâu thanh niên áo trắng đi chân trần mà đi từng bước một đi về phía trước chính là mất tích mấy ngày tuyết dạ thành chi chủ la phong bên người bạch tuyết bay xuống la phong giống như không hề hay biết từng bước một hướng về phía trước đi đến trên mặt tuyết lưu lại la phong dấu chân trong nháy mắt lại bị gió tuyết bao trùm la phong bóng người bốn phía có không ít đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn đây là ngày thứ mấy hắn đến tột cùng đang làm cái gì theo bước vào tuyết nữ phong bắt đầu từ ngày đó, hắn liền một mực mờ mịt không căn cứ đi tới, trong tay cầm. Tạ tuyết nữ phong thần tâm. Cái này nhân tộc thiên kiêu, thật có cơ hội dung hợp thần tâm, trở thành một trăm ngàn dặm tuyết nữ phong chi chủ sao. Trong bóng tối nhìn chầm chầm la phong người, chính là tuyết nữ phong phía trên yêu thú. La phong dường như căn bản không có phát giác được bọn họ tồn tại. Trong tay nắm tuyết nữ phong thần tâm, đi chân trần đi tại trên mặt tuyết. Mấy ngày qua, La Phong trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cảm thụ lấy tuyết nữ phong phía trên hết thảy. Tinh thần lực dung nhập tuyết nữ phong mỗi một tất đất. La Phong muốn thông qua phương pháp này, tại tuyết dạ thành trận này sắp đến hạo kiếp trước đó, dung hợp tuyết nữ phong thần tâm, trở thành tuyết nữ phong chi chủ. Trong lúc vô tình, La Phong đã đi tới ngày xưa tuyết thần cấm địa. Cảm nhận được bên người thiên địa linh khí rõ ràng dư giả không ít. Tuyết hùng nhất tộc người trong coi lựa chọn địa phương tu hành, tự nhiên thuộc về tuyết nữ phong tốt nhất tu hành địa một trong. La Phong cước bộ đột nhiên đứng sừng sững lấy bất động. Gió tuyết trải mặt. La Phong trong tay tuyết nữ phong thần tâm lóe ra lộng lẫy quang mang, tỏa ra đêm tuyết, hết sức tuyệt mỹ. La Phong lại một lần nữa nếm thử dung hợp tuyết nữ phong thần tâm. Hắn hiểu được, đây là tuyết dạ thành trước khi đại chiến, một lần cuối cùng nếm thử. Mấy ngày qua, Nhìn như chẳng có mục đích hành tẩu, là phong mỗi phút mỗi giây, đều tại cảm thụ lấy tuyết nữ phong mỗi một tất đất. Đây là một chỗ thai ngán vô số sinh mệnh thần thánh chi địa. Một trăm ngàn dặm tuyết nữ phong, ẩn chứa quá nhiều tiếng hóa huyền bí. Nơi xa, mấy đạo cái bóng xuất hiện. Xa xa nhìn ra xa. Chính là người này tộc thiếu niên. Một đầu đã từng xuất hiện tại tuyết dạ thành cửa nam trước ngân sĩ thiên hổ, giờ phút này hóa ra hình người một bộ trung niên nữ tử cách ăn mặc, con ngươi nhìn chầm chầm phía trước La Phong, thần sắc mang theo nghi hoặc. vì sao Tuyết Nữ Thánh Phong lựa chọn chi chủ lại là một tên nhân tộc thiếu niên? vạn ngàn năm qua, Tuyết Nữ Thánh Phong chưa bao giờ chọn chủ, lần này thần tâm chủ động xuất hiện tại cái này nhân tộc trên người thiếu niên, cái này đến tột cùng ý vị như thế nào? kim bằng giờ phút này cũng là câu mây. Tuyết thần cấm địa chi đỉnh, áo trắng bóng người, yên tĩnh đứng lặng trong tay tuyết nữ phong thần tâm quan mang càng sáng chói ánh sáng. Tỏa ra thương khung. Kim bằng các loại thú vương ở phía xa ngắm nhìn. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. La phong trong tay tuyết nữ phong thần tâm từ từ ảm đạm xuống, cuối cùng, một vệt ám quang lóe qua, bình tĩnh lại. La phong chậm chậm địa mở mắt ra, thần sắc khó nén lấy vẻ thất vọng. Sắc trời đã sáng. Thế nhưng là, lần này, tuyết nữ phong thần tâm, như cũ không thành công dung hợp thất bại la phong ánh mắt một lần nữa rơi vào tuyết nữ phong thần tâm phía trên giờ khắc này có loại muốn đem khối này cố chấp ném đi xúc động như là đã chọn hắn làm chủ vì sao không cách nào dung hợp tinh thần lực xem ra ngay từ đầu suy đoán cũng là chính xác la phong bất đắc dĩ đáng chắc địa tử nói cũng không đủ tinh thần lực dao động chèo chống căn bản là không có cách dung hợp thần tâm thành là chân chính tuyết nữ phong chi chủ. La Phong nhẹ nhàng địa vuốt ve trên thân dính lấy tuyết hoa, đem tuyết nữ phong thần tâm thu lại. Tự mình địa lắc đầu. La Phong đột nhiên ghé mắt nhìn sang. Nơi xa, mấy đạo nhân ảnh đi tới. La Phong phát giác được bọn họ khí tức, cất bước đi qua, trực tiếp vừa chắp tay, chiêu vị tiền bối. Tại La Phong trong lòng, người tu hành, thiên địa vạn linh, cũng không cao đê quý tiện phân chia. Người có tốt xấu, yêu thú cũng là như thế đáng tiếc ngươi cảnh giới quá thấp kim bằng ánh mắt nhìn la phong trực tiếp lắc đầu còn nhớ rõ ta rời đi tuyết dạ thành trước nói qua với ngươi câu nói kia sao nghe vậy la phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn chỉ có cười khổ hiện tại lại khiến tiền bối thất vọng kim bằng nhẹ mỉm cười một cái một trăm ngàn dặm tuyết nữ phong từ chính yếu nhất mười hai chủ phong tạo thành ta chính là bên trong kim lăng phong phong chủ bên cạnh ta vị này, ngân sĩ phong phong chủ. La Phong không khỏi nhìn nhiều vị này ngân sĩ phong phong chủ. Nàng bản thể, chính là ngân sĩ thiên hổ. Cùng lăng yêu yêu, thuộc về cùng một tộc. Xin ra mắt tiền bối. La Phong vừa chắp tay. Chần chờ một chút, La Phong nhìn không được ngẩng đầu, trầm giọng địa mở miệng, không biết các vị tiền bối có biết hay không, tuyết dạ thành sẽ phải đứng trước một trường hạo kiếp. Kim bằng tầm mắt nhẹ hiếp mắt, mỉm cười mở miệng, vạn ngàn năm qua, tuyết nữ phong xung quanh các đại thành trì, không biết trải qua bao nhiêu lần hưng suy, chúng ta cho dù biết, lại có thể thế nào. Ta nghĩ ra được tuyết nữ phong yêu tộc tương trợ, tiền bối có thể mở ra điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đem hết khả năng. La Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trầm giọng địa mở miệng. Ngân sĩ thiên hổ cười một tiếng, lắc đầu, trừ phi, người dung hợp viên này thần tâm, chúng ta 12 chủ phong, đều nghe ngươi một người hiệu lệnh. Nếu không lời nói, tuyết nữ phong yêu tộc, sẽ không dễ dàng rời đi lãnh địa mình, đi tham dự nhân tộc ở giữa chiến tranh. Kim bằng nhìn qua La Phong, ý vị sâu xa, tại tuyết dạ thành, người bất quá là vị khách qua đường, sắp đến một trận chiến này, lượng sức mà đi. La Phong mi đầu nhẹ nhàng địa vặn một cái. Kim bằng bọn người ngữ khí kiên định, cũng để cho La Phong minh bạch, một trận chiến này, không có khả năng mượn dùng tuyết nữ phong yêu tộc lực lượng hết thảy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trầm mặt một lát. La Phong một lần nữa ngẩng đầu, đôi mắt lướt qua một tia kiên định. La Phong trong tay, lại một lần nữa xuất ra tuyết nữ phong thần tâm. Thần sắc trang trọng, cất bước đi hướng trước, nhẹ nhàng đem cái này một khỏa tuyết nữ phong thần tâm, đặt ở trên mặt tuyết. Tình cảnh này, để rất nhiều yêu thú đều sửng sốt, không hiểu nhìn lấy La Phong. La Phong nhẹ nhõm cười một tiếng, như trút được gánh nặng giống như, viên này thần tâm làm phiền chư vị tiền bối thay bảo quản kể từ đó nếu như la phong chiến tử sa trường cũng không đến mức để tuyết nữ phong thần tâm rơi vào bên ngoài người trong tay la phong hai tay ông quyền hướng về rất nhiều yêu thú thi lễ tiểu tử ngân sĩ thiên hổ hóa ra phụ nhân không khỏi mở miệng ngươi căn bản chỉ là tuyết dạ thành một cái khách qua đường nếu như gặp phải nguy hiểm ngươi có thể rút về tuyết nữ phong chúng ta có thể cam đoan tính mệnh của ngươi không lo La Phong cười cười, lắc đầu. Tại Tuyết Dạ Thành, ta cũng không phải là khách qua đường. Ta là ngàn năm qua Tuyết Dạ Thành duy nhất thành chủ. Một ngày vì thành chủ, cả đời hộ Tuyết Dạ. La Phong không chút do dự quay người, hướng về Tuyết Phong đi ra ngoài. Gió tuyết tung bay, trên mặt tuyết, viên kia thần tâm tản mát ra hào quang ống ánh. Rất nhiều yêu thú đều ngơ ngẩn. Vừa mới trong nháy mắt đó, bọn họ dường như cảm nhận được cái này nhân tộc trên người thiếu niên, có được một cổ vô cùng to lớn lực lượng. Cả đời hồ tuyết dạ. Hắn không sẽ rời đi. Một trận chiến này, kết cục sau cùng hai cái, địch nhân chết, hoặc là, hắn chết. Kim bằng vung tay lên, viên kia tuyết nữ phong thần tâm trực tiếp rơi trong tay hắn. Thì thào nói ra, bị tuyết nữ thánh phong chọn bên trong một trong, có lẽ thật có chỗ bất phàm. Chỉ mong hắn có thể sống sót đi. Ngân sĩ thiên hổ tự nói một tiếng. Tuyết nữ phong khu vực bên ngoài. La Phong dừng bước lại, quay đầu lại, không nhìn được nghĩ rút chính mình một cái bạc tai. Vì cái gì? Tại sao muốn trang bức? La Phong đồng học khóe miệng co giật dưới, cuối cùng nhìn không được thật dài địa thở dài một tiếng. Một trăm ngàn dặm tuyết nữ phong, đến tột cùng dấu có bao nhiêu yêu tộc võ giả, không thể đo lường. Đây tuyệt đối là một cổ vô cùng to lớn lực lượng chính mình dù sao cũng là tuyết nữ phong thần tâm chọn trúng người, có lẽ, nhiều khẩn cầu cái kia 12 chủ phong phong chủ, ưng thuận một vài điều kiện, liền có thể được đến bọn họ tương trợ. Nhưng mới rồi cái kia lời nói đều đã nói ra, La Phong tự nhiên không mặc mũi đi trở về. La Phong Một thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo kinh hỷ. Tuyết doanh doanh đôi mắt khó có thể tin nhìn lấy La Phong. Nàng đã tiến vào tuyết nữ phong ba ngày một mực tại tìm kiếm La Phong bóng dáng. Có thể La Phong giống như hư không tiêu thất ở giữa thiên địa, không nghĩ tới, tại nạn nhất không ôm hy vọng thời điểm, La Phong hết lần này tới lần khác xuất hiện ở trước mặt nàng. La Phong ghé mắt nhìn sang. Tuyết doanh doanh dung nhan tuyệt mỹ, mang theo vài phần tiêu tụy, làm người ta trong lòng không khỏi dâng lên một trận thương tiếc chi ý. Một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng. Người mất tích hôm nay, ta liền nghĩ, đến tuyết nữ phong tìm một chút ngươi. Tuyết doanh doanh chủ động mở miệng, nhẹ nhàng cười một tiếng, thật là khéo, ta vừa mới tiến đến, liền thấy ngươi. La Phong nhìn tuyết doanh doanh liếc một chút, yêu kiều cô nương, ta đói, chúng ta đi về trước, ta nhưng phi thường hoài niệm ngươi làm đồ ăn. La Phong đương nhiên nhìn ra được, tuyết doanh doanh tuyệt đối không phải là mới vừa tiến vào tuyết nữ phong. Bất quá, khám phá không nói toạc. La Phong dẫn đầu cất bước hướng lấy bên ngoài đi đến tuyết doanh doanh vội vàng theo sát. Một đường lên, hai người tự hồ đều có tâm sự riêng, không có quá nhiều ngôn ngữ giao lưu. Trở về thành về sau, thẳng đến phủ thành chủ. Ngươi tiểu tử này, có thể cuối cùng trở về. Làm thiên tà ở đại sảnh ngồi đấy, gặp La Phong đi tới, lúc này trực tiếp nhảy dựng lên, mở to ánh mắt, ngươi mấy ngày nay, đi làm sao? La Phong có chút xấu hổ, vốn nghĩ thừa dịp sau cùng mấy ngày cơ hội lần nữa nếm thử dung hợp tuyết nữ phong chi tâm. Thế mà, cuối cùng không công mà lui. Ta ra ngoài đi lung tung, nghĩ biện pháp ứng phó cửa ải khó khăn này. La Phong thuận miệng nói ra. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Lam Thiên tà ngậm cười nói, vô ưu tôn giả hiện thân, hắn đáp ứng xuất thủ đối phó mộ dung vân thương. Vô ưu tôn giả. La Phong thần sắc nghi ngờ nhìn lấy Lam Thiên tà. Lam Thiên tà ngơ ngẩn, không hiểu cùng La Phong đối mặt Ngươi liền vô ưu tôn giả đều chưa từng nghe nói sao La Phong buông tay Hắn xác thực không từng nghe nói qua vô ưu tôn giả cái danh xưng này Vô ưu tôn giả, hoàng bản đệ ngũ cường giả Làm thiên tà trầm giọng nói ra Người này không môn không phái Phong cách hành sự cùng người thường khác biệt Hắn từng nói qua, muốn vì thiên hạ người giải ưu La Phong như cũ không hiểu Vô ưu tôn giả, vì sao muốn trợ giúp tuyết giả thành hắn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ để tương trợ tuyết giả thành. Làm thiên tạ nói ra, vô ưu tôn giả, vì thiên hạ người giải ưu. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là, đối phương muốn đánh đổi khá nhiều. Mà vô ưu tôn giả vì tuyết giả thành giết mộ dung vân thương điều kiện, cũng là một. Trăm món bảo khí. Lời nói rơi xuống, là phong đồng tử không khỏi chấn động mạnh mẽ. Một trăm món bảo khí. Bây giờ tuyết giả thành bên trong, chư vị tiền bối chỉ sợ cũng thu thập không đủ một trăm món bảo khí đi. La Phong nhướng mày. Lam Thiên Tà gật gật đầu, nói ra, vô ưu tôn giả nói, trước tiên có thể cho hai mươi món bảo khí, còn lại tám mươi món bảo khí, trong vòng một năm, toàn bộ tề tụ giao cho vô ưu tôn giả. La Phong nhướng mày. Cái này thời điểm, vô ưu tôn giả đột nhiên xuất hiện, tổng cho La Phong một loại cảm giác quái dị. Là một trăm món bảo khí, muốn tại trăm vạn đại quân bên trong, lấy chu tước thành chủ mộ dung vân thương tánh mạng la phong nhướng mày trầm giọng nói ra cái này đáng giá không lam thiên tà lắc đầu cười một tiếng vô ưu tôn giả xưa nay làm việc liền là quái dị hoang đường căn bản không có người biết hắn đến tột cùng vì cái gì nhưng là chỉ cần là vô ưu tôn giả đáp ứng sự tình hắn nhất định sẽ làm được lần này tuyết giả thành e rằng lo tôn giả tương trợ đối tại chúng ta mà nói lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi hy vọng tăng nhiều. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng nhíu lại, hồi lâu, nhẹ nhàng địa cười một tiếng, như thế rất tốt. Vô ưu tôn giả, La Phong cũng không giải. Bất quá, đã hoàn bản đệ ngũ cường giả nguyện ý giúp trợ tuyết giả thành, cái này tự nhiên là một chuyện tốt. Đứng đắn La Phong cùng Lam Thiên tạ nói chuyện phím thời điểm, đại sảnh bên ngoài, là quân trần cũng lớn bước địa đi tới, nhìn thấy La Phong bình an trở về, là quân trần cũng là buông lỏng một hơi nương đâu la phong có chút hiếu kỳ trong khoảng thời gian này đến nay cha mẹ đều là như hình với bóng nàng đang bồi tiểu vũ đây la quân trần mỉm cười nói mẹ ngươi rất ưa thích tiểu vũ đứa nhỏ này đã nhận tiểu vũ vì nàng con gái nuôi cái kia thực sự quá tốt la phong cũng là vui vẻ tại la phong tâm lý đã sớm xem gian tinh vũ vì chính mình thân muội mùi, mùi bây giờ gặp Lam Nhã Phù cũng ưa thích Giang Tinh Vũ, La Phong tự nhiên hoan hỷ. Rất nhanh, Tuyết Doanh Doanh đã chuẩn bị tốt mỹ tử món ngon. Đi chân trần hành tẩu tuyết nữ phong mấy ngày nay, La Phong có thể nói là nước chưa tiến, nếu là người bình thường, đã sớm chết đói tại băng tuyết ngập trời bên trong. Tử mùi tức ăn thơm khiến La Phong muốn ăn tăng nhiều, ánh mắt phát sáng, đến, ăn cơm trước. La Phong trở lại tuyết dạ thành tin tức cũng rất nhanh truyền đi. Không bao lâu, và các vô sĩ, dịp cổ vân bọn người, cũng đều đi vào phủ thành chủ. Đối với La Phong vô duyên vô cớ rời đi mấy ngày, mọi người cũng không có hỏi nhiều. Đối với người tu hành mà nói, đột nhiên lòng có cảm ngộ, bế quan mấy ngày, thậm chí thời gian dài hơn, chẳng có gì lạ. Làm kiếm quân đoàn cùng trời long quân đoàn, đều đã đến. La Phong hít sâu một hơi, tuyết dạ thành quân đoàn số lượng, ước thông suốt 500 ngàn. Chỉ là đối phương một nửa năm trăm ngàn giao đấu một triệu Trên lệch cách xa một trận chiến này chúng ta không thể tùy tiện công ra đi dịp cổ vân trầm giọng nói chúng ta có thể lấy tuyết giả dạ thành vi bình chướng giữ vững tuyết dạ thành tuyệt không để mười thành liên quân bước vào tuyết giả dạ thành nửa bước bài binh bố trận ta không bằng ngươi la phong ăn uống no đủ đứng lên dịp tướng quân tuyết dạ thành bên trong tướng sĩ toàn bộ đều giao cho ngươi đến an bài sau cùng hai ngày Ngao Cừu nói ra, đại ca, trăm vạn đại quân, hai người bên trong, nhất định hãm thành. La Phong đồng tử nhẹ nhàng coi rụt lại, ánh mắt đảo qua mọi người. Vậy liền nhất chiến đi. Mọi người đôi mắt tất cả đều bắn ra chiến ý. La Phong trở về, làm bọn hắn dường như thoáng cái lại có người đáng tin cậy. Đối với sắp đến trận này đại chiến, không có người lòng mang khiếp ý. Không sợ đánh một trận. Màn đêm bao phủ xuống tuyết giả thành, giống như đóng băng đồng thoại thế giới trong không khí tràn ngập vô hình áp bách chi lực khiến ngày xưa phồn hoa đường đi biến đến vô cùng quạng cu ẻ tất cả mọi người ý thức được cái này chính là tuyết dạ thành ngàn năm qua tao ngộ lớn nhất một trường hào kiếp mười thành liên minh chính nghĩa chi sư sắp đến thời điểm không còn sớm yêu kiều cô nương ngươi đi nghỉ trước đi la phong gặp tuyết doanh doanh còn ở bên cạnh mở miệng nói Tuyết Doanh Doanh nhìn một chút La Phong, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đi ra ngoài. Tuyết lớn ào ào. Cảnh ban đêm dần dần sâu. Tiên Hoàng Vực, Đông Nam. Núi non trùng điệp, truyền ra yêu thú gầm nhẹ thanh âm. Tiên Hoàng Vực cùng thiên ngục cảnh địa vực lộ trước thông đạo, đột nhiên ở giữa, một đạo sáng chói thần quang lướt nhanh ra. Hai bóng người xuất hiện tại vực lộ trước thông đạo. Thiếu niên mặc áo đen, đường đại nhĩ. Tiên Hoàng Vực. Chúng ta lại tới. Đường đại nhĩ tâm tình hiển nhiên vô cùng tốt, nắm lăng yêu yêu tay, đi, chúng ta đi tìm phong ca. Hắn khẳng định còn không biết, địa cầu tiến hóa hoàn cảnh, lại một lần phát sinh biến hóa. Hai người thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại nơi xa. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Sáng sớm, La Phong đi lên thành tường. Thành chủ đại nhân. Tham kiến thành chủ đại nhân. Tuyết giả dạ thành các tướng sĩ ào ào hướng về La Phong hành lễ la phong gật đầu ra hiệu đứng tại thành tường chỗ cao nhất nhìn về phương xa bên tai thỉnh thoảng có tin tức truyền đến cáo tri mười thành quân đoàn cụ thể phương vị một trận đáng sợ bão táp tức sắp giáng lâm trong không khí tràn ngập một cổ khiến lòng run sợ khí tức mặt trời chiều ngã về tây ngao cừu lần nữa trở về đồng thời mang về tin tức mới mười thành quân đoàn chia ra làm bốn phân biệt hướng về tuyết dạ thành bốn môn phương vị dựa sát vào mà đến. Ngao cừu trầm giọng mở miệng, nếu không có gì ngoại ý muốn, ngày mai buổi trưa, liền có thể đến tuyết dạ thành. Trên tường thành, không thiếu tướng sĩ nghe thấy một câu nói kia, đều vô ý thức nắm chặt một chút binh khí trong tay. Ngừng thở. Trăm vạn đại quân sắp đến, trong lòng bọn họ cảm nhận được áp lực, có thể nghĩ. Một ngày này, La Phong cũng không hề rời đi thành tường nửa bước. Cửa bắc, là đối phương mạnh nhất, chủ lực quân đoàn đem muốn tiến công địa phương, lấy Chu Tước quân đoàn cầm đầu, từ mộ Dung Vân thương thống soái chỉ cần cửa bắc một phá, toàn bộ Tuyết Dạ Thành lại có thể chống đỡ kháng chỗ trống. Ta La Phong còn có thể đứng đấy một ngày, Tuyết Dạ Thành cửa bắc vĩnh viễn không phá. La Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền khắp cửa bắc. Một đêm này đối với Tuyết Dạ Thành các tướng sĩ mà nói, nhất định là một một đêm không ngủ quyết định tuyết giả dạ thành vận mệnh đại quyết chiến sắp đến la phong đứng tại cửa bắc trên tường thành phong tuyết bay xuống đứng chắp tay sừng sững bất động thời gian từng giây từng phút địa trôi qua một bóng người đi lên thành tường la phong ngươi đi về nghỉ trước làm thiên tà nói ra ngươi đã tại cái này đứng một ngày trở về nghỉ ngơi thật tốt ngày mai có lẽ sẽ là một trận sinh tử đại chiến la phong nhìn lấy lam thiên tà hồi lâu mỉm cười gật đầu một cái tốt ông ngoại ngươi cũng muốn nghỉ ngơi tốt lam thiên tà cười ha ha một tiếng ánh mắt tràn ngập chiến ý ông ngoại đã không kịp chờ đợi muốn cùng cái kia cái gọi là chính nghĩa chi sư đại chiến một trận lam thiên tà ánh mắt lấp lóe qua sắc bén vẻ khinh miệt nếu như đây là chính nghĩa chi sư như vậy thế gian sớm đã vĩnh luân hắc ám la phong cùng lam thiên tà liếc nhau tốt thì để cho chúng ta ông cháu cùng một chỗ vỡ nát cái này cái gọi là chính nghĩa chi sư. La Phong cởi mở cười một tiếng, rời đi cửa bắc. Vừa mới đi vào phủ thành chủ đại sảnh, La Phong vô ý thức dừng bước lại. Rất nhiều thân ảnh quen thuộc đều tại. Ca. Giang tinh vũ đi tới, lôi kéo La Phong tay. La Phong ánh mắt toát ra cưng chiều chi sắc, đồ nghịch nói ra, tiểu vũ, tối nay làm sao lười biếng không có nghiên cứu lĩnh vực. Giang tinh vũ mân mê miệng, hiện tại đến lúc nào rồi, tiểu vũ nơi nào còn có tâm tư nghiên cứu lĩnh vực. Nghe nói, mười thành quân đoàn, ngày mai buổi trưa liền sẽ hãm thành. La Phong ngẩng đầu quét qua, ánh mắt mọi người đều mang lo âu nhìn lấy hắn. Vương tự vân huynh đệ, tô đại chu một gia đình. Vân vân. La Phong tại tuyết dạ thành thân nhân, bằng hữu, không ít bây giờ đều tụ tập ở đại sảnh. Cảm nhận được mọi người lo lắng, La Phong thoải mái mà cười một tiếng, các ngươi yên tâm, đối phương tuy nhiên danh xưng trăm vạn đại quân, thế nhưng là, chúng ta tuyết giả dạ thành, có làm kiếm quân đoàn cùng thiên long quân đoàn tương trợ, còn có đông đảo tiền bối trợ giúp, thực lực chưa chắc sẽ so với đối phương chênh lệch quá lớn, huống chi, bọn họ lặng lội đường xa, vẫn là công thành một phương, chúng ta chỉ cần giữ vững tuyết giả dạ thành, bọn họ muốn công hãm. Cũng không dễ dàng. Phong nhi, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Lam nhã phù thần sắc nghiêm túc, gằn từng chữ nói ra, trên chiến trường, nếu như gặp phải nguy hiểm tình huống, ngươi trước tiên bình tĩnh muốn bảo vệ mình chu toàn. Không sai, giả dụ ngươi ra chuyện, ta và ngươi mẫu thân cũng không có dũng khí sống sót. La Quân Trần hiếm thấy vẻ mặt nghiêm túc, nhìn lấy La Phong, trầm giọng mở miệng, ngươi phải nhớ cho kỹ, tính mệnh của ngươi không chỉ là ngươi một người. Ca, ngươi nhất định muốn đánh thắng một trận chiến này. Giang Tinh Vũ chấn thanh mở miệng, ngươi không phải nói, ca ca thiên hạ vô địch. La Phong nắm giang tinh vũ tay, mỉm cười gật đầu một cái, tốt. La Phong cùng trong đại sảnh tất cả mọi người từng cái nói chuyện với nhau. Tất cả mọi người tâm hệ lấy ngày mai nhất chiến. Thời điểm đã không còn sớm, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Mọi người cùng La Phong cáo từ. Lam Nhã phù nắm giang tinh vũ tay, nhìn lấy La Phong, ngươi đáp ứng ta nhóm, nhất định muốn làm được. La Phong nghiêm túc gật đầu, nhất định lam nhã phù đột nhiên đè thấp lấy thanh âm tiểu cô nương kia chờ người rất lâu nói lam nhã phù hướng về la phong nháy mắt liền mang theo gian tinh vũ rời đi la phong ngẩng đầu nhìn lại trong đại sảnh chỉ còn tuyết doanh doanh một người hai người ánh mắt cách không đụng vào la phong trong lòng dâng lên một trận cảm giác khác thường vô ý thức tránh đi tầm mắt ho nhẹ một tiếng doanh doanh cô nương còn có việc sao tuyết doanh doanh nhấp nhẹ phía dưới môi đỏ Hồi lâu, tự hồ quyết định, ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy La Phong, ta muốn nói với ngươi, liên quan tới tuyết nữ bảo tàng sự tình. Nghe vậy, La Phong đồng tử không khỏi chấn động. Tuyết nữ bảo tàng. Bây giờ toàn bộ tiên hoàng vực, đều nghĩ lầm La Phong đã được đến tuyết nữ bảo tàng. Thế nhưng là, La Phong đương nhiên biết rõ, hắn liền tuyết nữ bảo tàng đến tột cùng là cái gì cũng không biết. Tuyết nữ bảo tàng danh xưng tuyết nữ phong ngàn năm qua lớn nhất đại cơ duyên, bí mật, la phong tự nhiên cũng vô cùng hiếu kỳ ngươi biết tuyết nữ bảo tàng ở đâu la phong thốt ra ngay sau đó chính mình cũng phủ nhận cái suy đoán này nếu như tuyết doanh doanh làm thật biết rõ tuyết nữ bảo tàng ở nơi nào tuyệt đối sẽ không đợi đến hôm nay cái này thời điểm mới nói ra tới tuyết doanh doanh lắc đầu nhìn lấy la phong chúng ta có thể chuyển sang nơi khác nói sao nghe vậy la phong không khỏi sững sờ ánh mắt cùng tuyết doanh doanh đối mặt tuyết doanh doanh khuôn mặt không khỏi thêm vào một vệt phấn hồng. La Phong đồng tử không khỏi tỉnh lớn vài phần, nửa ngày, gật gật đầu, tốt a. À. La Phong cùng tuyết doanh doanh hai người, một trước một sau, đi tiến gian phòng. Cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, La Phong trong lòng càng là không khỏi dâng lên một trận cảm giác khác thương. Trong đầu vô ý thức hiện lên đã từng ngay tại trong căn phòng này phát sinh qua một màn kia. Như tuyết da thịt, gánh vác tuyết nữ phong đồ, một màn kia, hạng gì rung động. La Phong hít sâu một hơi, thu hồi tâm thần. Nhìn lấy tuyết doanh doanh, doanh doanh cô nương, ngươi ý là. Tuyết doanh doanh con ngươi ngắm nhìn La Phong. Hồi lâu, nhẹ giọng nói ra, trăm ngàn năm qua, vô số thế lực võ giả chiếm cứ tuyết giả thành, đều là hướng về phía tuyết nữ bảo tàng mà đến, thế mà, cho dù là đối với tuyết thị nhất tộc mà nói, cũng không biết tuyết nữ bảo tàng đến tột cùng là cái gì, giấu tại nơi nào. Tuyết doanh doanh đi lên phía trước, Tuyết thị nhất tộc tuy nhiên nắm giữ bộ phận liên quan tới tuyết nữ bảo tàng manh mối, lúc trước cũng cùng ngự cổ môn liên thủ, có thể cuối cùng vẫn là không có tìm được tuyết nữ bảo tàng. La Phong cười khổ lắc đầu, tuyết này nữ bảo tàng, còn thật đầy đủ thần bí. Thực, tuyết nữ bảo tàng còn có một đầu manh mối. Tuyết doanh doanh nhìn lấy La Phong, khuôn mặt có chút đỏ ửng. tại tuyết thị nhất tộc lưu truyền tới nay truyền thuyết bên trong, tuyết nữ phong độ bên trong, có dấu tuyết nữ bảo bối dấu huyền cơ. Lời nói rơi xuống, La Phong không khỏi ngơ ngẩn. Tuyết nữ phong đồ. La Phong nhìn lấy tuyết doanh doanh, nhịp tim đập vô ý thức tăng lên. Tuyết nữ phong đồ, cái kia không phải là tại tuyết doanh doanh phía sau lưng. La Phong không khỏi ho nhẹ một tiếng, mặt mò không khỏi ửng đỏ, doanh doanh cô nương, các ngươi tuyết thị truyền thuyết, tin được không? Tuyết doanh doanh. Lời này, nàng không có cách nào tiếp. Gian phòng bên trong, tuyết doanh doanh trầm mặt một hồi, con ngươi nhìn qua La Phong, ngay sau đó chậm rãi xoay người sang chỗ khác. La Phong tâm thần trong nháy mắt chấn động. Đôi mắt vô ý thức tỉnh lớn vài phần. Toàn thân có loại cảm giác khác thường, dường như điện lưu xuyên thẳng qua mà qua. Thời gian dường như đã đứng im đồng dạng. Tuyết doanh doanh ngừng thở, một đôi như xanh thẳm giống như trắng noãn tay ngọc, đầu ngón tay khẽ run, chậm rãi duỗi hướng mình dây thắt lưng. Nhẹ nhàng địa kéo một phát dây thắt lưng dần dần rơi. Một sát na này ở giữa, tuyết doanh doanh cảm giác mình nhịp tim đập dường như đều đã đứng im. Tuy nhiên tình cảnh này, tại cùng một cái địa điểm, đã từng phát sinh qua một lần. Thế mà, lần này, tuyết doanh doanh trong lòng, tự hồ nhiều mấy phần cảm giác khác thường, thân thể mềm mại hơi run rẩy một chút. Y phục nhẹ nhàng đất trơn trượt rơi trên mặt đất. Cái kia thần thánh mà tuyệt mỹ tuyết nữ phong độ lại một lần nữa xuất hiện tại la phong trước mắt la phong đôi mắt không cách nào áp chế địa mở to tuyết nữ bảo tàng giấu ở tuyết nữ phong độ bên trong la phong nội tâm hung hăng giật mạnh cái này muốn làm sao nghiên cứu yên tĩnh đêm tuyết trong phủ thành chủ một mảnh an bình đèn đuốc dần dần đều đã tắt bên trong một căn phòng giờ phút này không khí dường như đã ngưng động la phong gắt gao mở to chính mình ánh mắt não hải dường như rơi vào trống rỗng bên trong Trước mắt, cái này một bức tuyệt mỹ tuyết nữ phong độ, khiến La Phong không cách nào đem ánh mắt của mình dời đi tới. Cái kia có lấy mê hoặc trí mạng. Dường như hoa anh túc giống như nở rộ lấy mê người hương thơm. Trong không khí tràn ngập nhấp nhô hương thơm, khiến La Phong toàn thân tế bào dường như đều nhảy cẩn nhảy lên, một cổ mãnh liệt xúc động xông lên đầu. La Phong bỗng nhiên hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình duy trì sau cùng một tia lý trí ánh mắt rơi vào tuyết nữ phong đồ phía trên mỗi nhất bút nhất họa tự nhiên mà thành bẩm sinh tuyết nữ phong đồ đây vốn là một kiện thần kỳ sự tình nếu không phải tận mắt nhìn thấy la phong chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng tuyết doanh doanh cùng tuyết nữ phong ở giữa quả thật có ngàn năm kỳ duyên thế mà để la phong dưới loại tình huống này tỉnh hạ tâm đi nghiên cứu tuyết doanh doanh sau lưng tuyết nữ phong đồ thực sự rất khó khăn la phong tầm mắt từ trên hướng xuống mỗi một tấc tuyết nữ phong đều ẩn chứa mê hoặc trí mạng lực gian phòng bên trong yên tĩnh không gì sánh được la phong muốn mở miệng đánh vỡ cái này xấu hổ hình ảnh thế mà miệng há một chút nhưng lại không biết nên nói cái gì nửa ngày la phong rốt cục biệt xuất một câu yêu kiều cô nương ngươi chớ run a à. tuyết doanh doanh thân thể không khỏi càng là run lên đôi mắt đẹp tỉnh lớn vài phần thoáng cái suýt nữa không có đứng vững, thân thể lão đảo. La Phong vô ý thức thân thủ đem Tuyết Doanh Doanh đỡ lấy. Thế mà, La Phong thoáng cái không nhớ tới, bây giờ Tuyết Doanh Doanh toàn thân trần trụi. Làm La Phong tay nắm lấy Tuyết Doanh Doanh cánh tay một sát na kia ở giữa, Tuyết Doanh Doanh càng là toàn thân run rẩy kịch liệt, giống như điện giật giống như, vô ý thức phát ra một tiếng thở khẽ. La Phong gấp vội vàng buông tay ra. Ngươi Tuyết Doanh Doanh đột nhiên quay đầu. Cái này quay người lại, trực tiếp để La Phong đều ngay người. Tuyết Doanh Doanh tự hồ cũng nhất thời không có nhớ lại, nàng nửa người trên là trần trụi. Cái này một sát na ở giữa, gian phòng bên trong không khí dường như đã triệt để định chỉ lưu động, hoàn toàn ngưng động. Hai người ánh mắt đối mặt lên. Rất lâu. Tuyết Doanh Doanh đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, trực tiếp đầu nhập La Phong trong ngực. Phủ thành chủ bên ngoài, tuyết lớn đầy trời gian phòng bên trong xuân ý dạt dào một đêm trôi qua dạ tuyết là tuyết dạ thành ngàn năm kỳ cảnh trời mới vừa sáng tiếp theo dạ tuyết vừa mới ngừng phía đông đã thăng ra mặt trời tuyết dạ thành không khí tràn ngập một cổ nhấp nhô túc sát khí tức mười thành liên quân mỗi một khắc đều đang áp sát thỉnh thoảng có tin tức truyền về tuyết dạ thành bên trong tuyết dạ quân đoàn làm kiếm quân đoàn thiên long quân đoàn tam quân chờ lệnh thiên văn thiết tam giác đường tử vân phu phụ làm thiên tà bọn người tề tụ cửa bắc căn cứ bọn họ đoạt được tin tức mười thành liền quân chủ lực đem về tiến công tuyết dạ thành cửa bắc trận địa sẵn sàng đón quân địch thời gian từng giây từng phút địa trôi qua trên tường thành gió lạnh lăng liệt làm thiên tà đứng ở trên tường thành nhìn về phương xa chắp hai tay sau lưng tự nói một tiếng nhiều nhất còn có hai canh giờ cái kia cái gọi là chính nghĩa chi sư liền muốn hãm thành đi. Lam Thiên Tà ngẩng đầu quét qua đi qua, tiểu tử kia lại chạy đi đâu. Còn lại người đều không có nhìn thấy La Phong. Phủ thành chủ. gian phòng bên trong. La Phong một người đang ngẩn người. Hắn lặng lặng mà ngồi trên giường, ánh mắt chiếu tới chỗ, có một vệt đỏ thẳm. Trong đầu không khỏi hiện lên đêm qua kiều diễm hình ảnh. Thế mà, tỉnh lại sau giấc ngủ, La Phong bên người đã không có một ai hết thảy giống như mộng cảnh giống như thật lâu la phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc một chút bên ngoài sắc trời thoáng cái nhảy dựng lên mười thành đại quân sẽ phải đến đi la phong nhanh chóng mặc quần áo đi ra ngoài phong ca ta thật là bội phục ngươi tô đại chu vừa tốt đi tới tối hôm qua ngay cả ta đều mất ngủ ngươi vậy mà có thể ngủ một giấc đến bây giờ yêu kiều cô nương đều muốn ngươi bữa sáng nóng ba lần La Phong có loại có tật giật mình cảm giác, ho nhẹ một chút, yêu kiều hiện tại ở đâu. Hắc hắc, nói thực ra, ta cho ngươi tìm cái này thiếp thân thị nữ, cũng không tệ lắm phải không? Tô Đại Chu hướng về La Phong nháy mắt mấy cái, tuyết dạ thành đêm rất lạnh, dù sao tẩu tử cũng không ở bên người, muốn là yêu kiều cô nương nguyện ý noãn noãn giường, đó cũng là rất tốt. La Phong Hừ, Đại Chu ca ca, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Giang tinh vũ đi tới, Ca ca ta là cái loại người này sao? La Phong Ca Giang tinh vũ cũng không có chú ý tới La Phong thần sắc Trong tay cầm một cái bình an phù Đưa cho La Phong Nghiêm túc nói ra Cái này là tiểu vũ thành tâm cho ca ca cầu bình an phù Ca ca mang lên nó Trận chiến ngày hôm nay Nhất định có thể kỳ khai đắc thắng Thắng lợi khải hoàng La Phong mỉm cười để tiếp nhận Tiểu vũ có lòng Ca ca hôm nay Nhất định sẽ đem 10 thành đại quân Đánh cái hoa rơi nước chảy ba người cất bước đi ra đại sảnh bữa sáng đã chuẩn bị tốt thế nhưng là tuyết doanh doanh nhưng không thấy tung tích la phong thần sắc không khỏi hoảng hốt một chút thế mà cũng không kịp nghĩ nhiều hôm nay lớn nhất chuyện trọng yếu là cùng mười thành trăm vạn đại quân ở giữa nhất chiến đại chu ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng tiểu vũ la phong rời đi phủ thành chủ trước đó trịnh trọng căn dặn tô đại chu trọng trọng gật đầu la phong đi ra phủ thành chủ nhanh chân đi hướng bắc môn phương hướng trên đường cái không có một cái nào người đi đường tất cả đều là lui tới như gió quân đoàn tướng sĩ mỗi người bận rộn chuẩn bị đại ca ngao cừu từ phía sau đuổi kịp thần sắc có chút không vui làm sao la phong nhìn ngao cừu liếc một chút ngao cừu hít sâu một hơi trầm giọng nói ra thì liền dịp tinh hà đều có muốn chịu trách nhiệm vụ thế nhưng là vì cái gì ta không có an bài Ngao cừu thần sắc có chút khó chịu. La Phong nhìn lấy Ngao cừu, mỉm cười, ai nói ngươi không có nhiệm vụ. Ngươi nhiệm vụ là toàn bộ tuyết dạ thành bên trong, trọng yếu nhất. Nghe vậy, Ngao cừu ánh mắt không khỏi sáng lên, ngẩng đầu nhìn chầm chầm La Phong, kích động nói, đại ca, ngươi mau nói. La Phong một bên hướng cửa bắc phương hướng đi đến, một vừa mở miệng nói, trận chiến ngày hôm nay, địch mạnh ta yếu. Tuyết dạ thành, lúc nào cũng có thể hội luân hãm ngươi nhiệm vụ cũng là tại tuyết dạ thành bị phá thời điểm lập tức trở về đến phủ thành chủ đem ta phụ mẫu mùi mùi bọn người toàn bộ mang đi cái gì ngao cừu trong lòng không khỏi đại chấn đột nhiên ngẩng đầu nhìn la phong đại ca ngươi nhất định muốn đáp ứng ta la phong dừng bước lại thần sắc không gì sánh được trang trọng địa nhìn chăm chú lên ngao cừu bọn họ là ta sinh mệnh trọng yếu nhất người ta không cho phép bọn họ có việc nếu như ngươi còn nguyện ý gọi ta một tiếng đại ca, liền đáp ứng ta. Ngao cừu khuôn mặt liên tục biến ảo, nửa ngày, thanh âm có chút đắng chát, đại ca, ngươi ý là. Trận chiến ngày hôm nay, tuyết dạ thành. dưỡng nhiều lành ít. La Phong ánh mắt nhìn ra xa xa. Theo tuyết nữ Phong sau khi trở về, hai ngày qua này, hắn tâm lý, một mực ẩn ẩn đều có loại không hiểu cảm giác bất an cảm giác. Vùng đi không được. Cụ thể La Phong nói không ra. Thế nhưng là, hắn nhất định phải làm xấu nhất dự định. Còn có một người. La Phong nữ khí một trận, một khi tuyết dạ thành phá, người muốn dẫn rời đi bên trong, còn có. Tuyết thị tuyết doanh doanh. Tại La Phong nhìn soi mói, ngao cừu căn bản không nói ra một cái, không chữ. Nửa ngày. Ngao cừu chỉ có thế gật đầu. Thế mà, tại ngao cừu tâm lý, hắn càng hy vọng là, có thể tham dự sắp đến một trận chiến này. Yên tâm. La Phong vỗ xuống ngao cừu bả vai, ngầm cười nói, nói không chừng, căn bản không dùng đi đến một bước này đây. Ngao cừu gật gật đầu. Hai người sống vai đi vào thành Bắc. Tham kiến thành chủ đại nhân. Tuyết dạ thành cửa Bắc, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là tuyết dạ quân đoàn tinh nhuệ. La Phong đi phía trên trên tường thành. Mọi người ào ào hướng La Phong hành lễ. Vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ mười thành liên quân đến. Diệp cổ vân trầm giọng nói ra, cửa đông cùng cửa nam, từ 200.000 làm kiếm quân đoàn trấn thủ, lam thành chủ đã vừa mới qua đi, phụ trách trấn thủ đông nam nhị môn. Cửa tây, thì từ tiêu phong giả dạ phu phụ, xuất lĩnh thiên long quân đoàn trấn thủ. Mà chúng ta tuyết giả dạ quân đoàn, thì tập trung toàn lực, giữ vững cửa bắc. La Phong gật gật đầu. Hắn lý giải dịp cổ vân an bài. Dạng này cũng thỏa đáng nhất. Dù sao, làm kiếm quân đoàn cùng trời long quân đoàn là trợ giúp Tuyết Dạ thành một phương. Nguy hiểm nhất địa phương, tự nhiên không thể để cho bọn họ tới trấn thủ. Thiếu chủ và các vô sĩ đi tới, đồng thời hướng về Ngao Cừu nói ra, "Ngao Cừu tiểu huynh đệ, vừa mới cung lão đầu tìm ngươi, hắn chính ở bên kia đây." Ngao Cừu khẽ giật mình, gật gật đầu, lập tức đi qua. Cung lão tiên sinh sớm đang đợi Ngao Cừu đến. Gặp Ngao Cừu đến gần, cung lão tiên sinh lập tức cùng hắn đi đến một bên thiếu chủ ngươi có biết hay không vì cái gì hai ngày này dịp tướng quân phân phối nhiệm vụ thời điểm dù là ngươi có chỗ ám chỉ hắn căn bản không có an bài cho ngươi nhiệm vụ ý tướng. cung lão tiên sinh nói ra ngao cừu sửng sốt hắn vừa mới nói với la phong vấn đề này thật không nghĩ đến cung lão tiên sinh vậy mà lại ở thời điểm này đột nhiên nhắc đến cung lão tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc lên thiếu chủ trên người ngươi gánh vác lấy long tộc phục hưng trách nhiệm đồng dạng la phong trên thân có hắn muốn gánh vác sứ mệnh cho nên hai người các ngươi tuyệt đối không thể có sự tình hôm nay chiến đấu ngươi thời khắc đi theo la phong bên người nếu có nguy hiểm nếu như tuyết dạ thành đến không thể cứu vãn một bước kia ngươi liền mang theo la phong xa xa rời đi tuyết dạ thành ngao cừu ngay người hắn vừa mới đáp ứng la phong muốn đem hắn thân nhân bằng hữu mang đi có thể chỉ chớp mắt cung lão tiên sinh lại đưa ra muốn hắn mang đi la phong nửa ngày ngao cừu lấy lại tinh thần cười khổ một tiếng cung lão ngươi cảm thấy ta có thể đem đại ca mang đi sao nghe vậy cung lão tiên sinh khẽ giật mình ngay sau đó trầm giọng nói ra nếu thật đến tình trạng kia liền xem như buộc cũng muốn đem hắn buộc đi cửa bắt trên tường thành thời gian chậm rãi trôi qua đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch trừ gió lạnh lăng liệt tiếng vang bên ngoài thậm chí cực ít có nói chuyện với nhau thanh âm truyền ra. Mỗi một cái tướng sĩ, tiếng lòng đều căng thẳng. Sắp đến nhất chiến, bọn họ phải đối mặt vận mệnh, ai cũng không biết. Nơi xa, một cái bóng vút qua mà tới. Thám tử tin tức. Chu tước quân đoàn khoảng cách cửa Bắc, không đủ 50 km. Rốt cục muốn tới. Tất cả mọi người trong lòng nhất thời chấn động. La Phong đôi mắt bắn ra hai bó sắc bén chiến ý cao to thân thể, đứng chắp tay. Ánh mắt chậm rãi đảo qua rất nhiều tướng sĩ. Các ngươi nhưng biết, hôm nay muốn mạo phạm chúng ta tuyết dạ thành, đều là những người nào. Bọn họ tự xưng là chính nghĩa chi sư, thế mà, trên thực tế, bọn họ là trên đời này, lớn nhất dối trá đạo tặc. Bọn họ ngấp nghé tuyết nữ bảo tàng. Bọn họ hủy diệt ngàn năm trước cường thịnh nhất thời tuyết nữ phái. Ngày xưa, tuyết dạ thành chủ người. Hôm nay, bọn họ lại tới, bọn họ gót sắt muốn lại một lần nữa đạp nát tuyết dạ thành mảnh đất này, nhưng là ta không cho phép. La phong thanh âm như sấm, một câu một chữ, lèn ken có lực truyền khắp khắp nơi. Có lẽ trong các ngươi sẽ có người cảm thấy ta chẳng qua là cái ngoại nhân đi vào tuyết dạ thành thời gian không dài. Thế nhưng là vài ngày trước ta liền từng trải qua nói một câu, một ngày vì thành chủ, cả đời vì tuyết dạ chỉ cần ta La Phong còn có một hơi, tuyết dạ thành, vĩnh không luân hãm. La Phong trong lúc đó rút kiếm, sắc bén kiếm quan vạch phá vân tiêu, khí thế dồi dào, giống như thần rõ ràng buông xuống, hai con ngươi tản mát ra sáng chói tinh mang. Ai muốn chiếm lĩnh chúng ta đất đai, ngấp nghé chúng ta bảo tàng, thương tổn hại chúng ta thân nhân, chà đạp chúng ta tôn nghiêm, người nào thì muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Thanh âm vang tận mây xanh. Tuyết giả dạ tướng sĩ, thì sợ gì nhất chiến Gió lạnh lăng liệt, gào thét mà qua Tuyết dạ tướng sĩ Thì sợ gì nhất chiến Bá 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 Một sát na này ở giữa Cửa bắt các tướng sĩ Ào ào rút ra binh khí Trong chốc lát, hàng quan ngút trời Thì sợ gì nhất chiến Dịp cổ vân cất tiếng cười to Thành chủ nói đúng Tuyết dạ thành là nhà chúng ta vườn Chúng ta có thể dùng chính mình sinh mệnh Đến bảo vệ gia viên, thủ hộ thân nhân Chiến, chiến, chiến Thanh âm như sấm, vang vọng khắp nơi La Phong ánh mắt bình tĩnh, ngừng mắt nhìn nơi xa Tuyết giả dạ quân đoàn các tướng sĩ vốn căng thẳng tiếng lòng Hắn nhất định phải để bọn hắn tâm tình đều phóng xuất ra Ở sau đó trận này sinh tử hào kiếp bên trong Phát huy ra lực lượng mạnh nhất Hành khúc lên Dịp cổ vân vung tay lên Oanh, oanh, oanh Trống trận gõ vang thanh âm vang vọng khắp nơi. Thỉnh thoảng như mưa rào hạ xuống, thỉnh thoảng như tiếng sấm chấn thiên. Một cổ chiến đấu cảm giác, miêu tả sinh động. Huyết dịch dường như đều không tự chủ được sôi trào lên. La Phong ánh mắt không khỏi trông đi qua, nơi xa cái kia một mặt trống trận, hiển nhiên bất phàm. Gõ trống người, càng làm La Phong ngoại ý muốn. Đúng là hắn phụ thân, là quân trận. La Phong vốn cho rằng, cái này thời điểm, phụ thân là quân trần cần phải lưu tại phủ thành chủ, chiếu cố mẫu thân, không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng tự thân tới chiến trận. Một khúc hành khúc, triệt để điều động lên tuyết dạ quân đoàn các tướng sĩ ở sâu trong nội tâm chiến đấu cảm giác. La Phong không khỏi nhớ tới, ban đầu ở thiên ngục cảnh địa, phụ thân là quân trần, trong lúc nói cười, đánh đàn giết địch hình ảnh. Lấy âm luật vì tu hành chi đạo. La Phong cảm thụ được, trong khoảng thời gian này đến nay, phụ thân tại lam thiên thành tu hành thực lực đột nhiên tăng mạnh la phong nhìn lấy phụ thân mặt bên khuôn mặt không khỏi hiện lên một vệt ôn hòa nụ cười tới đi la phong đứng ở trên tường thành ngắm nhìn nơi xa toàn thân tràn ngập ra vô cùng tận chiến ý hắn đã không kịp chờ đợi muốn buông tay nhất chiến âm âm đột nhiên thành tường dường như đều chấn lắc một chút mặt đất nổ vang nơi xa bụi đất tung bay mười thành đại quân lấy chu tước quân đoàn cầm đầu chủ lực quân đoàn rốt cục đến đây là quyết định tuyết dạ thành vận mệnh một khắc cửa bắt trước tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chăm xông lên phía trước nhất là chu tước quân đoàn tiên phong lấy hỏa mã vì cưỡi dịp cổ vân trầm giọng địa mở miệng la phong phóng tầm mắt tới phía trước đại quân chỗ cưỡi tuấn mã nhưng ngọn lửa nhan sắc hết tốc độ tiến về phía trước giống như từng đoàn từng đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Khí thế hung hăng, thẳng dết mà đến. Hỏa mã tiên phong, nhấc lên một trận kinh thiên cuồng phong, đầy trời bão các chỗ ngồi cuốn lại, khí thế hung mảnh. Trên tường thành tuyết giả dạ quân đoàn các tướng sĩ một sát na này ở giữa đồng thời rút đao. Tại La Phong mấy câu nói cùng hành khúc cổ vũ phía dưới, tuyết giả dạ quân đoàn các tướng sĩ đấu chí cũng là nhảy lên tới cực hạn, khi nhìn thấy chu tước quân đoàn hỏa mã tiên phong cường thế hướng đến thời điểm, không có một người cảm thấy e ngại. Giết. Nơi xa, Chu Tước quân đoàn hỏa mã tiên phong tựa hồ quyết tâm muốn cho Tuyết Dạ thành một hạ mã uy, khoảng cách Tuyết Dạ thành càng ngày càng gần, thế nhưng là không có chút nào dừng lại ý tứ. Bằng vào chỉ là hỏa mã đội tiên phong, liền muốn muốn phá hủy ta Tuyết Dạ thành phòng ngự sao? Diệp Cổ Vân thần sắc toát ra lạnh miệt, chiến ý phun trào, vung tay lên, thành tường chỗ cao đã sớm chuẩn bị tốt các tướng sĩ dương cung bắn tên. Hưu, hưu hưu đầy trời mưa tên phủ tới đặc thù tinh cương chế tạo ra cung tiễn nghiêm chỉnh huấn luyện cung tiễn thủ tại giờ khắc này phát huy ra cực kỳ trọng yếu tác dụng mưa tên bao trùm hình thành một cái tử vong vòng hỏa mã tiên phong khí thế như hồng có thể tại thời khắc này cũng bị đầy trời mưa tên trấn áp xuống muốn trực tiếp dạng này thừa thế xông lên liền công hãm tuyết dạ thành căn bản không có khả năng âm âm kinh thiên tiếng nổ vang liên tiếp vang dội đến, thành thế to lớn. La Phong đứng ở trên tường thành, thần sắc bình tĩnh, bình tĩnh nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Từ khi bước vào tiến hóa chi lộ mà đến, to to nhỏ nhỏ chiến đấu, La Phong không biết trải qua bao nhiêu lần. Sinh tử kiếp nạn, hắn có thể thản nhiên đối mặt. Lần này, tuyết dạ thành hạo kiếp tiến đến trước đó, La Phong trong lòng có rất nhiều lo lắng. Thế nhưng là, làm chiến tranh chánh thức bạo phát giờ khắc này bắt đầu, La Phong nội tâm lại bình tĩnh đến cực hạn. Bên tai truyền đến cung tiễn bay qua thanh âm, lửa mã thiết đề chấn động, tê minh, các tướng sĩ tiếng chém giết. La Phong cảm giác mình huyết dịch bắt đầu từ từ thiêu đốt. Nhìn ra xa xa, Chu tước quân đoàn chủ lực quân đội, chính đang áp sát. Báo, cửa Tây xuất hiện 10 thành liên quân. Cửa Đông, cửa Nam, đã bị 10 thành liên quân vây quanh. Từng cái tin tức truyền đến trận này hấp dẫn toàn bộ tiên hoàng vực ánh mắt chiến tranh, mở màn. La Phong vô ý thức ngẩng đầu, hướng về nơi xa vòng đảo qua đi. Không biết có bao nhiêu đạo ánh mắt, tại xa xa nhìn chăm chú lên một trận chiến này. Chỉ sợ, cũng bao quát, một mực không có nửa điểm động tỉnh chính đại thánh địa. La Phong bố trí xuống thiên kiêu đài chiến đấu, vốn là hướng về phía chính đại thánh địa thiên kiêu mà bố trí. Thế mà, từ đầu đến cuối, chính đại thánh địa đều không có nửa điểm động tĩnh, ngược lại, trêu chọc phải cái này cái gọi là mười thành liên minh. Trận này đại chiến, đồng dạng cũng là tới cấp tốc. Trăm vạn đại quân, rốt cục đến. Mười thành chi lực, đã đem tuyết giả dạ thành đoàn đoàn bao vây lên. Trận này chiến dịch, tuyết giả dạ thành tuy nhiên có Lam Thiên Thành cùng Thiên Long Thành tương trợ, thế nhưng là, bọn họ duy nhất có thể lấy chiến thuật, chính là tử thủ tuyết giả dạ thành. Các ngươi cảm thấy, tuyết giả dạ thành, có thể thủ được sao? Treo. Mười thành liên quân hơn trăm vạn, còn có hoàng bản thứ tám chu tước thành chủ mộ dung vân thương tự mình xuất lĩnh, trong vòng ba ngày, tuyết dạ thành, chắc chắn thất bại. Tuyết dạ thành bên ngoài, núi non trùng điệp, tầm mắt gò đất mới, đều bị đến từ tiên hoàng vực các nơi võ giả chiếm lĩnh. Bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy cái này có một không hai nhất chiến. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng, một trận chiến này, không có quá lớn lo lắng. Tuyết già dạ thành chủ truyền kỳ thiên kiêu La Phong tuy nhiên một tay sáng lập không ít thần tích, nhưng lúc này đây, rõ ràng không phải dựa vào hắn sức một mình có thể thay đổi cục diện. Tiếng chém vết âm trở thành trên chiến trường duy nhất chủ giai điệu. Bất quá, hỏa mã tiên phong hiển nhiên chỉ là thăm dò tính tiến công, gặp không có hiệu quả gì, liền lập tức giống trống triệt binh. Tới lui như gió lửa, trong nháy mắt, hỏa mã đội tiên phong liền rút lui vài dặm địa. Tuyết già dạ thành cửa bắc trước tường thành, lưu xuống không ít hỏa mã cùng võ giả thi thể. Chiến tranh, sinh tử chỉ trong nháy mắt. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, không được có bất luận cái gì một chút thư giãn. Dịp cổ vân thanh âm vang vọng mà lên. Một loạt tiếng bước chân âm truyền đến. Ngao cừu đi mà quay lại, đại ca, ngay tại vừa mới, cửa đông, cửa nam, cửa tây, đều lọt vào mười thành liên quân thăm dò tính tiến công, bất quá, bọn họ đều không có lấy đến chỗ tốt gì, liền bị đánh lui. Ngao cừu khuôn mặt toát ra nụ cười, cái gọi là trăm vạn đại quân, xem ra bất quá là con cọc giấy. La Phong mi đầu nhẹ nhàng địa vặn một cái. Càng là như thế, La Phong trong lòng bất an cảm giác, càng là kìm nén không được. Ngươi lại đi một chuyến, nhắc nhở tất cả mọi người, nhất định không thể phớt lờ, đề phòng địch nhân đánh lén. La Phong trịnh trọng nói ra, còn có, không thể tùy tiện ra khỏi thành đánh với địch quân một trận. Ngao cừu gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi đúng đại ca ta tại cửa năm nhìn thấy một người người nào la phong thốt ra đại ca thiếp thân thị nữ tuyết doanh doanh ngao cừu hướng về la phong nháy mắt ngay sau đó nghiêm túc nói nàng mặc dù là một giới nữ lưu thế hệ nhưng là lại xuất lĩnh lấy tuyết thị tộc nhân thủ vững trên tường thành nguy hiểm nhất vị trí vừa mới cửa nam trước bạo phát nhất chiến tuyết doanh doanh cung tên trong tay cũng giết không ít địch nhân La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại. Cửa Nam. Làm kiếm quân đoàn trấn thủ phương hướng. Trầm mặt một lát. La Phong ngẩng đầu nói ra, ngươi lần này đi qua thời điểm, cùng ông ngoại của ta nói một tiếng, gọi hắn. Phái mấy cường giả, bảo hộ tuyết doanh doanh. Tiểu cường minh bạch. Ngao cừu tuân lệnh mà đi. Đại Phong gào thét. Một vòng đơn giản thăm dò về sau, mười thành liên quân vậy mà thật lâu không có động tĩnh. Cho dù là cái kia cái gọi là Chu Tước thành chủ mộ dung vân thương Cũng một mực không có hiện thân Trong không khí tràn ngập ra không khí khẩn trương Vùng đi không được Mười thành liên quân không có tiến công Có thể tuyết giả thành đại quân Không dám thư giãn Bọn họ đến tột cùng muốn làm gì Vậy mà không tấn công Dịp cổ vân mi đầu vô ý thức nhíu một cái Không có ai biết đáp án La Phong đi vào bên người mọi người Hỏi vô ưu tôn giả đâu các ngươi không phải nói, vô ưu tôn giả đáp ứng xuất thủ, lấy mộ dung vân thương tánh mạng. Theo La Phong trở lại tuyết giả thành đến bây giờ, chưa từng thấy qua cái kia vô ưu tôn giả một mặt. La Phong thậm chí hoài nghi, cái kia vô ưu tôn giả có phải hay không lừa gạt 20 món bảo khí chạy trốn. Mọi người nhìn nhau. Và các vô sĩ châu mày, đêm đó vô ưu tôn giả chủ động đi tới, sau đó rời đi, lấy hắn thực lực, trừ phi chính hắn hiện thân, nếu không, chúng ta căn bản không biết muốn đi đâu tìm hắn. La Phong Long Mi không khỏi nhếch lên, xem ra, cái này vô ưu tôn giả, cũng không đáng tin cậy, các ngươi có phải hay không là bị lừa. La Phong nhìn về phía phong tam nương, thí dụ như, đối phương mang theo tương tự huyễn thần mặt nạ bảo khí, lấy giả làm thật, giấu giếm. Nghe vậy, mọi người không khỏi sửng sốt. Lấy giả làm thật. Đêm đó xuất hiện tại phủ thành chủ vô ưu tôn giả, chẳng lẽ là giả? là Phong một câu nói kia, để mọi người tại đây đều thoáng cái ngay người. Nếu thật là giả vô ưu tôn giả, như vậy, chẳng phải là náo cái chuyện cười lớn. Và các vô sĩ các loại trong lòng người không khỏi trầm xuống. Vô ưu tôn giả, bọn họ đều là chỉ nghe tên, không gặp người. Nếu như trước mấy ngày xuất hiện tại phủ thành chủ cái kia vô ưu tôn giả thật hay giả, như vậy, tuyết giả thành, quả nhiên là náo ra một chuyện cười. Còn bồi lên hai mươi món bảo khí. Phong Tam Nương nhướng mày, mở miệng nói ra, đêm đó xuất hiện người kia, khí tức mảy may không kém chúng ta. Cho dù có bảo khí có thể ngụy trang khí tức, thế nhưng là, ta cảm giác, khả năng cũng không lớn. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, mười thành đại quân đã hãm thành, vô ưu tôn giả, lại chậm chạp không có hiện thân. Dịp cổ vân thần sắc trầm thấp. Các ngươi là đang hoài nghi bản tôn sao? Bỗng nhiên, một thanh âm vang rơi. Mọi người ào ào ghé mắt nhìn sang áo bào xám bóng người, chậm rãi đi lên thành tường. Hai con ngươi ẩn chứa vô cùng hàn quang lạnh như băng. Hoàng bản thứ năm, vô ưu tôn giả. Hắn khuôn mặt nụ cười đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vệt hàng ý, chậm rãi mở miệng nói ra, bản tôn có thể vì người trong thiên hạ giải ưu, nhưng là tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ bất luận cái gì một vốn một lời tôn nói xấu. Đã chư vị hoài nghi bản tôn, như vậy. Hai mươi món bảo khí, bản tôn có thể toàn bộ trả lại, một kiện không lấy. Vừa nói xong, chúng người khuôn mặt không khỏi biến ảo một chút. Mười thành đại quân vây thành, đã khiến tuyết dạ thành rơi vào khốn cảnh. Nếu là ở thời điểm này, lại đắc tội hoàng bản thứ năm vô ưu tôn giả, hậu quả khó mà lường được. Vô ưu tiền bối. La Phong cất bước đi lên trước, ta là La Phong, đối với vừa mới đối tiền bối nghi ngờ, ta đại biểu tuyết dạ thành, hướng tiền bối xin lỗi. Vô Ưu Tôn giả nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt rơi vào La Phong trên thân, nghe đồn truyền kỳ Thiên Kiêu La Phong được đến Tuyết Nữ Bảo tàng, một đêm cuộc khởi, thành tựu tuyệt thế Thiên Kiêu tên. Đã như vậy, bản Tôn điều kiện lại thêm một bộ phận, bản Tôn muốn tận mắt nhìn một chút Tuyết Nữ Bảo tàng. Nghe vậy, La Phong thần sắc không khỏi khẽ giật mình, nửa ngày lắc đầu, không dối gạt tiền bối, ta cũng chưa từng gặp qua Tuyết Nữ Bảo tàng. Vô Ưu Tôn giả cười ha ha, xem ra bản tôn muốn vì tuyết giả thành giải ưu, vốn là một cái chuyện cười lớn. Tôn giả. Dịp cổ vân chần chờ một chút, cắn răng trầm giọng mở miệng, tuyết giả thành nguyện ý thêm ra 20 món bảo khí, đền bù lúc trước đối tôn giả nghi ngờ bất kính chi tội. Không lo tôn để chấp hai tay sau lưng, chậm rãi cất bước đi đến trước tường thành, nhìn ra xa phía trước, chậm chậm nói, mộ dung vân thương sau bản tôn trong tưởng tượng còn có cẩn thận, rõ ràng các phương diện lực lượng đều chiếm cứ lấy ưu thế, Thế mà, trường ngay từ đầu thăm dò tính tiếng công bên ngoài, chậm chạp không thấy động tĩnh. Giả dụ hắn đợi tại trăm vạn đại quân trong trận doanh không ra, bản tôn cho dù có vô cùng lớn bản sự, cũng rất khó đem hắn chém giết. Ta tin tưởng, hắn luôn có kiềm nén không được thời điểm. La Phong trầm giọng địa mở miệng. Vô ưu tôn giả đột nhiên trực tiếp đem đề tài chuyển dời đến mộ dung vân thương trên thân, cái này mang ý nghĩa, hắn đồng ý dịp cổ vân điều kiện cho thêm hai mươi món bảo khí, đổi lấy mộ dung vân thương tánh mạng. Cứ việc cái này khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy có chút đau lòng, nhưng là nếu như vô ưu tôn giả làm thật có thể chém giết mộ dung vân thương, cái này đại giới hoàn toàn đáng giá. Chờ xem. Vô Ưu Tôn giả cũng không có nhiều lời, mà chính là đi đến một bên, trực tiếp ngồi xếp bằng. Mọi người nhìn nhau. La Phong ánh mắt nhìn một chút Vô Ưu Tôn giả. Hồi lâu, hít sâu một hơi, việc đã đến nước này chỉ có chờ cơ hội tàn dương như huyết mười thành liên quân vào lúc giữa trưa liền đến tuyết dạ thành trước thế mà trường ngay từ đầu thăm dò tính công kích bên ngoài một mực chậm chạp bất động lúc chạng vạn tối tuyết dạ thành nhiều mấy phần hàng ý lúc bóng đêm bao phủ thời điểm tuyết dạ thành lại bắt đầu bay lên bạch tuyết trên tường thành không có người rời đi la phong mi đầu chăm chú địa tỏa lấy hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ đối phương đến tột cùng có ý đồ gì chẳng lẽ là bởi vì mười thành liên quân lặn lội đường xa tiêu hao rất nhiều bọn họ cần nghĩ sửa lại lại tùy thời tiến công ngao cừu đã sớm trở lại la phong bên cạnh trầm giọng địa mở miệng ánh mắt có chút bực bội đối phương vây mà không tấn công ngược lại để bọn hắn có loại không thích ứng cảm giác mặc kệ là binh lực thượng hoặc là đỉnh phong về mặt chiến lực đều là đối phương chiếm cứ lấy ưu thế. La Phong tự hỏi, nếu như đổi lại là chính hắn, bình tĩnh sẽ trực tiếp phát động tấn công mạnh, thừa thế xông lên, cầm xuống tuyết dạ thành. Có thể mộ dung vân thương, hết lần này đến lần khác không có như thế. Một đêm trôi qua, La Phong cũng không hề rời đi tuyết dạ thành cửa bắc nửa bước. Đông dạng, vô ưu tôn giả một mực ngồi xếp bằng, không có bất cứ động tĩnh gì. Đối với hắn cấp bậc này cường giả mà nói, có lúc bế quan một lần đều là tầm năm ba tháng, khoanh chân ngồi một ngày, không có chút nào nửa điểm ảnh hưởng. Đến. Trời mới vừa sáng, tiếng kèn âm đột nhiên vang vọng mà lên. Tiếng trống trận âm ầm ầm chấn động. Tuyết dạ thành bên trong, đông đảo tướng sĩ vừa mới hơi chút lỏng xuống thần kinh thoáng cái căng cứng. Bên ngoài, đại quân đánh tới. Chuẩn bị nghênh địch. La Phong chấn thanh mở miệng. Một bên, ngao cừu nóng lòng muốn thử, đại ca, ta cũng muốn tham dự chiến đấu. Chúng ta bây giờ chiến thuật chỉ có một cái, sử dụng tuyết dạ thành thành tường ưu thế, ngăn cản địch nhân tiến công. Giữ vững thành tường là được, ngươi muốn chiến thì giữ vững ngươi bây giờ đứng nơi này, nói không chừng đối phương liền muốn lấy ngươi nơi này làm đột phá khẩu." La Phong nói ra. Ngao Cừu quyền đầu vô ý thức nắm chặt một chút, con ngươi lóe ra thần thái, kích động nói, "Yên Tâm đại ca, bọn họ tuyệt đối không có khả năng từ ta chỗ này bước vào tuyết dạ thành đại chiến bạo phát lần này mười thành liên quân đầu nhập binh lực hiển nhiên không giống với hôm qua hỏa mã tiên phong cường thế quân đoàn lực lượng trong khoảnh khắc phát động như bài sơn đảo hải giống như sóng to gió lớn hướng về tuyết dạ thành đánh thẳng tới một trận huyết tinh đại chiến tiếng chém dết âm chấn thiên động địa cơ hồ mỗi một giây đồng hồ đều có người ngã xuống đồng thời lại có người dục huyết phấn chiến chiến tranh cũng là một trận thu hoạch sinh mệnh đánh cược bất luận là cái nào một phương cuối cùng lấy được thắng lợi cũng cần phải bỏ ra to lớn đại giới sáng sớm mười thành liên quân liền hướng về tuyết dạ thành phát động tấn công mạnh cửa bắc cửa đông cửa nam cửa tây màu trắng trên mặt tuyết bao trùm lên một tầng đỏ như máu quyết tinh đại chiến mười thành liên quân tuyết dạ thành tướng sĩ song phương đều dết đỏ mắt. Một trận chiến này, mãi cho đến tiếp cận mặt trời lặng thời điểm, đối phương mới đột nhiên thổi lên triệt binh kèn lệnh. Mười thành liên quân, uyển giống như thủy triều rút lui. Tuyết giả dạ thành, giữ vững mười thành liên quân ngày đầu tiên thế công. Cái này một tòa ngàn năm thành trì, thêm vào một tầng thật dày máu tanh mùi vị. Làm mười thành liên quân rút lui trong tích tắc, tuyết dạ thành các tướng sĩ cũng thật dài địa buông lỏng một hơi không ít người thậm chí trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Bọn họ đã tiêu hao lực lượng toàn thân, toàn bằng lấy sau cùng một cổ dẻo dai tại cắn răng kiên trì lấy. Địch quân rút đi về sau, bọn họ cũng thoáng cái lỏng, ngồi dưới đất. Làm tốt lắm. Dịp cổ vân trường kiếm trong tay uống máu, chấn thanh địa mở miệng, chúng ta giữ vững ngày đầu tiên, cũng mang ý nghĩa, cái gọi là trăm vạn đại quân, cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Diệp cổ vân thanh âm truyền khắp tuyết dạ thành cửa bắt thành tường, vô số tướng sĩ tinh thần vì đó rung một cái. Trăm vạn đại quân cũng không như trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Các ngươi nhìn, thành tường dưới chân đầy đất thi thể, cái kia chính là xâm phạm ta tuyết dạ thành đại giới. Diệp cổ vân chấn thanh nói ra, hôm nay một trận chiến này chúng ta cho mười thành đại quân một bài học, tiếp đó ta hy vọng chúng tướng sĩ một lòng cùng chống chọi với mười thành liên quân. La Phong ánh mắt nhìn chung quanh đi qua. Thần sắc bình tĩnh lấy. Ngày đầu tiên chiến đấu, tuyết dạ thành ngăn cản được, đồng thời, để mười thành đại quân đánh đổi khá nhiều, dưới tường thành, phơi thay khắp nơi trên đất. Thế mà, tuyết dạ thành tướng sĩ, cũng tử thương vô số. Trận này tiểu thắng, là dùng máu tươi chồng chất mà đến. Tàn dương như huyết, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, chậm chạp không cách nào tiêu tán. Cùng lúc đó, cửa đông, cửa nam, cửa tây cũng đều mỗi người truyền đến tin tức. Đồng dạng tình huống, 10 thành liên quân gần như đồng thời triệt binh. Ngày đầu tiên chiến đấu, 10 thành trăm vạn đại quân cũng không có chiếm cứ đến bất kỳ ưu thế nào. Tuyết dạ thành trên dưới, đông đảo tướng sĩ tâm tình tăng vọt, tâm thần phấn chấn. Tại một trận chiến này trước đó, không thiếu tướng sĩ đôi 10 thành liên quân, có không hiểu khủng hoảng, có thể sau trận chiến này, đông đảo tướng sĩ đều dết ra huyết tính, cái này thời điểm bọn họ đột nhiên phát hiện, đối trăm vạn đại quân, tự hồ chẳng phải e ngại. Không sợ đánh một trận. Một đêm này, tuyết dạ thành tướng sĩ đắm chìm ở một cổ trong vui sướng. Đại chiến sau đó, thỏa thích phóng thích trong lòng áp lực tâm tình. Reo hò, nhảy cẩn lấy. Cửa bắt thành tường, La Phong không hề rời đi, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên nơi xa vô ưu tôn giả. Trải qua một ngày này chiến đấu, Vô ưu tôn giả từ đầu đến cuối bảo trì ngồi khoanh chân tĩnh tọa tư thái Dường như ngoại giới hết thảy Đều không có quan hệ gì với hắn Hắn mục tiêu Chỉ có một người Chu tước thành chủ Mộ dung vân thương Xem ra Tại mộ dung vân thương hiện thân trước đó Cái này vô ưu tôn giả Tuyệt đối sẽ không xuất thủ Và các vô sĩ đi vào la phong bên cạnh Trầm giọng nói ra Thiếu chủ Trận chiến ngày hôm nay thắng lợi Người có ý kiến gì không La Phong chấp hai tay sau lưng, tầm mắt ngắm nhìn nơi xa. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Trận này thắng lợi, đối với tuyết dạ thành mà nói, xác thực có cổ vũ quân tâm tác dụng. Nhưng là, ta cũng không cảm thấy, đây chính là mười thành liên quân thực lực chân chính. La Phong chậm rãi mở miệng, chu tước thành, lưu ly thành, cổ thành các loại, mỗi một tòa thành, lịch sử nội tình đều vô cùng hùng hậu, luận quân đoàn chiến đấu lực, đều không thua cho tuyết dạ thành không có lý do gì, bọn họ liên hợp lại uy lực ngược lại yếu bớt. Ta dám khẳng định, hôm nay tiến công, vẫn chỉ là đối phương thăm dò thôi, ngày mai, hậu thiên. Đến đón lấy. Mỗi một trận, chỉ sợ, một ngày lại so với một ngày khó khăn. Mười thành liên quân, xác thực so với chúng ta trong tưởng tượng phải cẩn thận quá nhiều. Và các vô sĩ không hiểu, mộ dung vân thương đến tột cùng tính toán gì, chẳng lẽ bọn họ muốn đánh một trận tiêu hao chiến rõ ràng như vậy đối với bọn hắn mà nói là bất lợi chúng ta có thể dựa mượn tuyết giả dạ thành mà bọn họ tại băng tuyết ngập trời bên trong hạ trại đối với các tướng sĩ tiêu hao là cực lớn có lẽ bọn họ là đang chờ đợi thời cơ nào la phong thốt ra ở sâu trong nội tâm một màn kia cảm giác bất an cảm giác càng nồng đậm lại một lần nữa không cách nào áp chế địa nổi lên thế nhưng là la phong cũng nghĩ không ra được đến tột cùng đối phương có ý đồ gì Tuyết dạ thành, chỉ có thủ vững. Dạ tuyết, đúng hạn mà tới. Trong không khí mùi máu tươi bị tách ra, biến mất không thấy gì nữa. La Phong trở lại phủ thành chủ. Tuyết doanh doanh cũng không trở về tới. Chỉ một chút một ngày, tuyết doanh doanh tự hồ cũng tại tránh La Phong. La Phong không khỏi cười khổ một tiếng, tự mình địa lắc đầu. Vốn định nghiên cứu tuyết nữ bảo tàng, thế nhưng là lại xảy ra bất trắc biến cố la phong chân trước vừa mới đi vào sau lưng ngao cừu cũng lớn bước địa đi tới đại ca doanh doanh cô nương mất tích ngao cừu trực tiếp mở miệng cái gì la phong giật mình thân thể lúc này nhảy địa thoáng cái đứng lên làm sao lại mất tích ngươi không phải nói nàng tại cửa năm sao có thể ta vừa mới đi một chuyến tuyết thị tộc nhân vẫn còn doanh doanh cô nương nhưng không thấy ngao cừu lo lắng nói ta hỏi qua tuyết thị tộc nhân bọn họ nói, doanh doanh cô nương cho đại ca ngươi lưu một phong thư, liền rời đi. Tin đâu? La Phong thốt ra. Ngao cừu đem tin lấy ra, La Phong không kịp chờ đợi mở ra. Ta có tuyết nữ bảo tàng manh mối, vì tuyết thị, ta nhất định phải rời đi, trân trọng, không hối hận. La Phong cầm lấy tin hai tay, không cách nào khống chế địa rung lên. Thật lâu. La Phong đem tin thu lại. Đại ca, muốn hay không phái người ra ngoài tìm doanh doanh cô nương. Ngao cừu nói ra. La Phong lắc đầu, không cần, doanh doanh có việc rời đi, ta tin tưởng, nàng chẳng mấy chốc sẽ trở về. La Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, việc cấp bách, bảo vệ tốt tuyết dạ thành. La Phong trở về phòng, không có không buồn ngủ, khoanh chân ngồi ở trên giường, chậm chậm vận chuyển lên thiên la vạn tượng pháp. Hai con ngươi khẽ nhắm lấy. Tinh thần lực nhanh chóng tập trung. Một sát na này ở giữa, là phòng trong lòng không khỏi rung lên. Hắn không có chút nào phát giác được, chính mình tinh thần lực dao động, vậy mà lại tăng lên một mảng lớn. La Phong vội vàng ổn định tâm thần, đắm chìm ở lĩnh hội phương pháp tu hành huyền bí bên trong. Một đêm trôi qua, tiếp cận bình minh thời điểm, phủ thành chủ, đột nhiên ở giữa, một đoàn kiếp vân xuất hiện. Không ít người đều phát giác được, ào ào ngẩng đầu nhìn lại. Ai muốn độ kiếp? Rất nhanh, tất cả mọi người xác định phủ thành chủ phương hướng. Xem ra, là La Thành Chủ. La Thành Chủ Thiên Phú thực sự quá yêu nghiệt, khoảng cách lần trước tại cửa Nam trước độ kiếp, mới qua bao lâu, vậy mà lại một lần nữa độ kiếp. Độ kiếp cảnh 7749 đạo kiếp khó, ấn theo tốc độ này, La Thành Chủ đột phá, thực sự quá cấp tốc. Rất nhanh, lôi kiếp buông xuống. Từng đạo từng đạo lôi điện giống như cự mãn giống như thẳng quan mà xuống, xuyên thấu phòng ốc, trực tiếp rơi vào La Phong trên thân. Như là hai lần trước một dạng, La Phong trực tiếp dùng chính mình thân thể đến chống cự lôi kiếp. Lôi kiếp lực lượng trực tiếp tràn vào La Phong thể nội thất tinh chỗ. Âm âm. Không bao lâu, lôi kiếp biến mất. Nhanh như vậy. La Phong ngẩng đầu, có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Chỉ là hắn không biết, câu nói này đối với hắn người tu hành mà nói, cỡ nào cần ăn đòn. Khác người tu hành, mỗi một lần độ kiếp, đều cơ hồ là tại trước quỷ môn quan sau bồi hồi hơi chút sơ xuất liền sẽ tan thành mây khói có thể là la phong độ kiếp thực sự quá dễ dàng mà lại có thể đem lôi kiếp lực lượng trữ tôn la phong độ kiếp số lần càng nhiều hắn đại lôi âm phát uy lực liền càng lớn làm la phong đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài thời điểm là quân trần phu phụ bọn người đều đã đang đợi ca chúc mừng ngươi giang tinh vũ cười đi tới la phong khuôn mặt toát ra một trận nụ cười độ kiếp cảnh mỗi một lần độ kiếp thực lực đều có thuế biến giống như tăng lên trước khi đại chiến có thể lần nữa độ kiếp đúng là một chuyện vui oanh oanh oanh, oanh. la phong độ kiếp cũng không có đối toàn bộ chiến cục sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì giờ phút này tiếng trống trận âm lại một lần nữa vang lên trống trận gõ tiếng nổ âm hưởng hoàn toàn tuyết dạ thành tất cả mọi người trong lòng tất cả đều chấn động. Mười thành liên quân, đi qua một đêm chỉnh đốn về sau, lại một lần nữa thổi lên tiếng công kèn lệnh, hướng về tuyết dạ thành khởi sướng mãnh liệt tiến công. Đông Nam Tây Bắc bốn phía phương vị, đều trong cùng một lúc, lọc vào mười thành liên quân tiến công. Mới vừa vặn dừng lại một đêm chiến tranh, lại lần nữa sốc lên huyết tinh một màn. Trong phủ thành chủ, là phong sắc mặt trong chớp mắt biến đổi, không chần chờ, thẳng đến cửa bắc chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa. La Phong bóng người vừa mới chạy tới, bên tai liền truyền đến chấn thiên động địa tiếng chém dết âm. Như là hôm qua như vậy, mười thành liên quân phát động giống như nước thủy triều thế công. La Phong đứng tại thành tường chỗ cao, nhìn ra xa phía trước. Trống trận ở bên tai vang vọng, cờ xí phấn khởi. Mười thành liên quân bộ phận cường giả cũng đều lần lượt hiện thân, thế mà, Thủy chung không thấy mộ dung vân thương bóng người mặc kệ ngươi đánh là ý định gì, tuyết dạ thành, ngươi mơ tưởng nhúng chàm nửa điểm. La Phong khoát tay, đầy trời lôi điện buông xuống. Nguyễn như lôi thần giống như, nắm trong tay lôi điện chi lực. Từng đạo từng đạo màu tím thiên lôi từ trên trời giáng xuống, rơi trên chiến trường, bí mật mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Tiếng kêu thảm thiết âm hưởng hoàn toàn mà lên, không ít mười thành liền quân tướng sĩ tao ngộ lôi điện tập kích, vội vàng không kịp chuẩn bị, đổ vào trên mặt tuyết. Ngao Cừu nhìn La Phong liếc một chút, La Phong chỗ đứng lôi điện chi thuật, cùng thần Long Pháp bên trong ẩn chứa vũ kỹ đạo giáo lôi thuật, tự hồ có chỗ khác biệt. Quy lực không hề yếu. Giờ phút này, Ngao Cừu cũng không có nghiêm túc, trực tiếp thi triển đạo giáo lôi thuật, cùng La Phong thi triển đi ra lôi thuật, hòa lẫn, thẳng bổ xuống. Lôi quang lấp lóe, quy lực vô cùng. Mười thành liên quân bên trong, có cường giả chú ý tới tình cảnh này, lập tức hướng về la phong cái phương hướng này phát động thế công thế mà đối với tuyết dạ thành mà nói la phong tầm quan trọng có thể nghĩ Và các vô sĩ bọn người thời khắc đang bảo vệ la phong an toàn la phong vị trí là toàn bộ tuyết dạ thành dễ dàng nhất lọc vào công kích thế nhưng là nhưng cũng là an toàn nhất địa phương oanh 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 quyết tinh giết hại một ngày này vào lúc giữa trưa Mười thành liên quân đột nhiên lần nữa giống trống thu binh. Trận đại chiến này trận thứ hai chiến dịch, kết thúc so trước một trận nhanh hơn. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cung lão tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc, hai ngày này, mười thành liên quân cử động, thực sự quá quỷ dị. Mộ dung vân thương vì sao chậm chạp không thấy hiện thân, chẳng lẽ, hắn biết rõ nói vô ưu tôn giả bây giờ ngay tại tuyết giả thành bên trong. Ánh mắt mọi người vô ý thức đồng thời nhìn về phía cùng một cái phương hướng vô ưu tôn giả ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thân dù là trận này huyết tinh không gì sánh được giết hại thì phát sinh ở trước mặt hắn hắn khuôn mặt thần sắc không có chút nào nửa phần biến hóa chỉ cần mộ dung vân thương một ngày chưa từng xuất hiện hắn không biết động đậy nửa phần la phong ánh mắt nhìn ra xa mười thành liên quân lui binh phương hướng châu mày thế mà lại không thể làm gì cuộc chiến tranh này mười thành liên quân lực lượng vốn là áp đảo tuyết dạ thành phía trên tuyết già thành duy nhất chiến thuật chính là thủ vững tuyết già thành đối phương chủ động tiến công thời điểm bọn họ liền lấy phòng ngự chi thuật địch quân rút lui bọn họ cũng không có khả năng truy kích ra ngoài bất kể như thế nào tiếp tục như vậy tuyết già thành thực sự quá bị động la phong mi đầu chăm chú địa tỏa lấy suy tư biện pháp giải quyết tuyết già thành hạo kiếp là một trận cự đại nguy cơ nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói chủ động nhận thua thế nhưng là trừ cái đó ra không còn cách nào khác Và các vô sĩ trầm giọng nói ra hai ngày này chiến đấu ta tuyết dạ thành bày ra lực lượng không chút nào tại mười thành liên quân phía dưới ta nghĩ cái kia mộ dung vân thương cũng rất nhanh kìm nén không được la phong chậm rãi gật đầu đợi mộ dung vân thương tự mình xuất thủ ngày chính là trận này chiến dịch kết thúc thời điểm la phong quyền đầu nhẹ nhàng địa nắm lại hai ngày qua này Hắn tận mắt nhìn thấy quá vết nhiều lục. Cho dù La Phong từng trải qua đi qua tương tự chiến trường, thế nhưng là, khi nhìn thấy lần lượt từng bóng người ngược lại ở trước mặt hắn thời điểm, trong lòng thủy chung cảm giác khó chịu. Những thứ này chết đi tướng sĩ, đều là tuyết giả thành anh hùng. La Phong trầm giọng để mở miệng, tốt 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 bọn họ thi thể, đợi trận chiến này sau khi kết thúc, nếu như tuyết dạ thành bất bại, như vậy, hậu tán những thứ này vì tuyết giả thành mà hy sinh các tướng sĩ dịp cổ vân thần sắc trang trọng địa gật đầu một cái thời gian từng giây từng phút địa tan biến tiếp cận hoàng hôn thời điểm làm tất cả mọi người coi là mười thành liên quân sẽ không còn có động tĩnh thời điểm bất ngờ ở giữa tiếng ầm 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 lại lần nữa vang lên không ít tuyết già dạ thành tướng sĩ tâm thần thoáng cái căng cứng ao ao ngẩng đầu đột nhiên đứng lên nhìn ra xa xa lại tới mười thành liên quân lần nữa phát động công kích chúng tướng sĩ nghe lệnh toàn lực phòng ngự tuyết già dạ thành phòng ngự lực lượng thoáng cái hết thảy đều điều động rút dây động rừng tuyết già dạ thành cửa đông trước đồng dạng phụ trách tiến công cửa đông liên quân khí thế mãnh liệt cường thế địa tập kích tới lam kiếm quân đoàn nghe lệnh dết lam hạo hành thanh âm lãnh khóc không gì sánh được vang vọng mà rơi âm âm Hỏa mã thiết kỵ trung kích chiến trường lại là một vòng huyết tinh không gì sánh được lãnh khốc giết hại. Làm kiếm quân đoàn trấn thủ Đông Nam Nhị Môn, mỗi người từ 100.000 binh lực tọa trấn, phòng thủ kiên cố. Mười thành liên quân một lát, căn bản là không có cách đem làm kiếm quân đoàn đánh tan. Đột nhiên, mười thành liên quân bên trong, một bộ hát bào lão giả xuất hiện, đứng lơ lửng trên không, trên thân tràn ngập ra âm lãnh không gì sánh được khí tức, ngắm nhìn phía trước, bỗng nhiên quỷ dị cười rộ lên, ngu xuẩn làm kiếm quân đoàn, 200 ngàn lam kiếm quân đoàn tinh nhuệ, dốc toàn bộ lực lượng. Trợ giúp Tuyết Dạ thành, phần tình nghĩa này thật làm cho người cảm động. Trên tường thành, Lam Thiên Tà chú ý tới người này, thực lực rõ ràng không kém. Hắc Bào lão giả ngửa mặt lên trời cười lớn, lão phu hảo tâm, cáo tri các ngươi một tin tức. Đông Nam lấy yêu thần cung cầm đầu yêu tộc liên minh, bây giờ đã lại lần nữa tụ tập lại, xu quân thẳng đến Lam Thiên thành. Ha 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 lam kiếm quân đoàn tinh nhuệ đều đã trấn thủ tuyết giả thành các ngươi liền gia viên của mình đều bảo hộ không còn nghĩ đến đi bảo hộ người khác sao thanh âm vang vọng mà lên truyền khắp toàn bộ cửa đông cửa đông không thiếu tướng sĩ sắc mặt đều vô ý thức đại biến lam thiên thành mới là nhà bọn hắn bọn họ thân nhân bằng hữu đều tại lam thiên thành bên trong bây giờ nghe thấy lấy yêu thần cung cầm đầu yêu tộc liên minh muốn tiến công lam thiên thành bọn họ tự nhiên cảm thấy lo lắng. Lam Thiên Tà khuôn mặt cũng thoáng cái âm trầm xuống. Tại hắn rời đi Lam Thiên thành thời điểm, yêu thần bên trong đã rút lui Đông Nam. Đông Nam bố cục đã ổn định lại, cho nên, Lam Thiên Tà mới đem hết toàn lực, điều động 200.000 Lam kiếm quân đoàn tinh nhuệ, trợ giúp tuyết già thành. Thế mà, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lấy yêu thần cung cầm đầu yêu tộc liên minh, vậy mà giết ra một cái hồi mã thương. Cái này địch quân cường giả nói tới, là thật sao? Bao quát Lam Thiên Tạ ở bên trong, trong lòng cũng thoáng cái giường như ứ động tảng đá lớn. Ha ha ha! Nếu như các ngươi còn có mệnh trở lại Lam Thiên Thành, như vậy, các ngươi đem muốn nhìn thấy, sẽ là, yêu thú thiên đường. Áo bào xám lão giả lại lần nữa cất tiếng cười to. Hết chương 2460. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.